Thì cái phần trước là chúng ta xong cái chương chương 2 rồi. Thì thế này chúng ta sẽ sang cái chương 3. Thì chương 3 là cái chương là trọng tâm của cái môn học này. Đó, và nó chứa nhiều những cái thông tin nó rất là sâu và chúng ta có một số cái chúng ta không nhìn thấy rõ được. Tuy nhiên là qua cái mô tả thì chúng ta sẽ nắm được thôi. Thì chương 3 chúng ta nói là cái về cái bộ vi xử lý, bộ xử lý CPU. Thì trong cái chương này chúng ta sẽ đi qua mấy cái phần. Nhất tự nhiên là về cấu trúc. Cấu trúc cái này thì nó sẽ gắn lại cái khái niệm ban đầu thôi. Cái phần thứ hai là phần này rất là quan trọng, đó là phần tập lệnh. Bởi vì là mỗi một bộ vi xử lý nó sẽ có một cái tập lệnh riêng. Sang phần kỹ sau tôi sẽ nói kỹ hơn. Tiếp theo là hoạt động của CPU nó như thế nào. Và chúng ta sẽ đi vào phần thứ tư là kiến trúc của các bộ vi xử lý tiên tiến, hay nói khác là các bộ vi xử lý ngày nay đang dùng. Đấy. Và chúng ta đi đi vào cụ thể một số cái dòng của thằng Intel. Và cuối cùng là cái kiến trúc tập lệnh IPS. Thì cái này thì chúng ta sẽ giới thiệu thôi, còn là cụ thể thì sau này nếu mà ai mà can thiệp sâu vào các cái phần các cái kiến trúc tới sâu hơn thì chúng ta sẽ học kỹ hơn. Thì đấy là nội dung tóm tắt của chương, có những phần như vậy. Thì phần đầu tiên chúng ta đi vào cái phần ban đầu, phần số 1, đó là cấu trúc cơ bản của CPU đã. Thế thì quay lại cái chuyện ấy là chúng ta còn nhớ ở chương 1 ấy, là chúng ta nhớ là máy tính là hoạt động theo theo lệnh. Đấy. Mà lệnh đấy được ghi dẫn ở trong bộ nhớ. Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì cái lệnh đấy nó không thể tự chạy ngay được. Đấy. Mà cái lệnh đấy nó phải được lạp lên. Lạp lên. Và lạp lên nó phải xác định được rất nhiều các thành phần ở trong đấy. Thì mới có thể tiến hành thực hiện được. Thế là chúng ta nhớ là ở trong các phần lập trình ấy, đấy, phần lập trình ấy, thì bất kỳ một cái lệnh nào, bất kỳ một lệnh nào, ta còn nhớ cái à. À. Ta còn nhớ cái chương trình này đúng không ạ? Thì trong một cái lệnh như thế, đấy, trong một cái lệnh như như này, đấy, trong một cái lệnh như này, thì bao giờ cũng có được đó là gì ạ? Là có lệnh này và có các dữ liệu đi theo. Đấy. Luôn luôn là có như vậy. Đấy là điều bắt buộc. Đấy. Thế thì vì vấn đề nó là luôn luôn có trong mỗi một lệnh bao giờ cũng có cái mã lệnh và cộng với lại cái dữ liệu. Cho nên như thế thì muốn chạy được cái máy tính ấy, và chạy theo cái chương trình đấy thì CPU nó phải làm như nào? Thì CPU nó làm cái gì ấy? Thì nó phải thông qua cái nhiệm vụ và cái cấu trúc của nó. Thì đầu tiên là cái nhiệm vụ. Thì nhiệm vụ đầu tiên là phải là nhận lệnh. Nhận lệnh. Tuy nhiên thì ở đây thì người ta sẽ dùng khái niệm là fetch injection. Fetch injection. Sau này chúng ta sẽ có cái phần mô tả phần extension kỹ hơn. Thì mục đích là gì? Là CPU sẽ đọc lệnh từ bộ nhớ đi lên. Đấy, chúng ta lưu ý là vì là máy tính là làm việc theo chương trình mà đã được cấy sẵn ở trong bộ nhớ, cho nên nó phải đọc được các lệnh từ cái chương trình đấy đi lên. Sau khi nhận lệnh xong thì phải thực hiện việc thứ hai là giải mã lệnh. Nó dùng khái niệm là decode injection. Mục đích của giải mã lệnh thì như tôi vừa nói là phải xác định được hai thứ. Thứ nhất là phải xác định được cái thao tác mà nó cần thực hiện. Đấy. Thì thao tác cần thực hiện là gì thì nó có mấy cái dạng thao tác để chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Nhưng tuy nhiên là ngay ở chương 2 ấy, là chúng ta đã làm rõ được cái một phần này, này. Đó là phải có các thao tác nhân, chia, cộng, trừ nếu đối với dữ liệu là phải xử lý. Thế còn một số thao tác nữa là có thể nó không phải là nhân chia dữ liệu thì nó phải thực hiện, ví dụ như là chúng ta nhớ cái phép tính nhân ấy, thì nó còn thêm một phép nữa là không chỉ là cộng trừ mà là thêm cả phép dịch. Đấy, ví dụ như vậy. Mà cái thao tác đấy là gì thì do lệnh nó yêu cầu thì nó sẽ thành. Sau khi giải mã lệnh xong rồi thì xác định được là cái vùng dữ liệu ở đâu. Vùng dữ liệu ở đâu, tức là xác định được các biến dữ liệu, các biến dữ liệu. Và tuy nhiên thì ở mức độ của CPU này thì nó phải đưa được dữ liệu lên thanh ghi dữ liệu. Đấy, thì nó phải làm được cái việc đó là phải nhận được cái dữ liệu đấy lên. Thì nếu cứ tự để bộ nhớ nó không làm gì được cả. Đấy. Thì mục đích ấy, là phải làm được cái dữ liệu đấy từ bộ nhớ đi lên. Tuy nhiên có những trường hợp ấy, lại là không phải đọc từ bộ nhớ, mà có trường hợp nó đọc từ đâu ạ? Từ bên ngoài. Thì nó phải thông qua cái cổng vào ra để đi lên. Đấy. Tiếp theo là sau khi đã nhận giải mã được lệnh để xác định được thao tác rồi,
và nhận được dữ liệu để xác định được cái dữ liệu đấy rồi, thì sẽ bước tiếp theo là sự bước phải xử lý dữ liệu đó. Thì mục đích của xử lý dữ liệu lúc này là thực hiện các phép toán giống như ở chương 2 chúng ta đã học, đó là thực hiện các phép toán số học hoặc là logic. Số học là giống như cộng trừ nhân chia chúng ta vừa vừa vừa, vừa tìm hiểu ấy. Và còn logic ví dụ như là các phép dịch, có thể là dịch vòng, có thể dịch gọi là giữ nguyên biết dấu, vân vân. Thế sau khi đã xử lý dữ liệu xong, tức là đã đưa ra được ra kết quả, tính toán kết quả, thì phải cất dữ liệu đi. Thì cất dữ liệu đi thì nó thao tác nó gọi là ghi dữ liệu, tức là mục đích là sẽ ghi dữ liệu ra bộ nhớ hoặc ra cổng vào ra, tùy theo từng cái đối tượng, tùy theo lệnh. Thế để làm cái việc là thứ nhất là nhận lệnh này, giải mã lệnh này, nhận dữ liệu để xử lý dữ liệu và ghi dữ liệu, thì nó phải gồm có các thành phần như thế nào. Đây chính là cái thành phần của nó. Thành phần đầu tiên ấy, mọi cái thao tác toán học của chúng ta muốn tính toán được, nó phải làm ở đây. Nó phải làm ở đây. Người ta gọi đơn vị xử lý số học và logic, viết tắt từ ALU. Đấy. Thứ hai là tuy nhiên là muốn thằng này muốn tính toán được thì phải có một cái bộ phận điều khiển. Thì nó có cái đơn vị, nó gọi đơn vị điều khiển CU, viết tắt từ Control Unit đấy. Còn ALU viết tắt là Arithmetic Logic Unit, thì chúng ta sẽ nói rõ. Tiếp theo là thành phần tiếp là tập thanh ghi. Thanh ghi để chứa dữ liệu tạm thời ở trên cái CPU này. Tuy nhiên ba thằng này không thể đứng độc lập được, mà ba thằng này là phải kết nối lại với nhau. Thì cái hệ thống kết nối đấy nó gọi là internal bus. Nó gọi là bus bên trong. Bus bên trong. Và cái chỗ này thì người ta gọi nó là cái core. Cái mà chúng ta đang 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 ngày nay đang trao đổi với nhau ở ngoài thực tế là mua CPU core bao nhiêu đấy. Thì cái này nó gọi là cái core. Còn cái chỗ mà chúng ta để cắm nó lên ấy thì nó gọi là đơn vị ghép nối. BU tức là đơn vị kết nối với hệ thống, thì khi đấy nó mới ra ở bên ngoài được, nó ra ở bên ngoài cái bức CPU để đi đến là nào là bộ nhớ, nào là gì ạ, tín hiệu điều khiển tương ứng vào địa chỉ, vân. Thế thì cụ thể này là đơn vị điều khiển là CU, là CU viết tắt từ là Control Unit, còn đơn vị số học và logic ấy, ALU viết tắt từ là Arithmetic Logical Unit, và tập thanh ghi là LS là đi get register set. Còn đơn vị ghép nối nó gọi là bus interface unit. Đấy. Và một cái bus nữa là bus bên trong nó gọi là internal bus. Đấy. Thế thì cụ thể này, đơn vị số học ấy thì mục đích của nó thực hiện tất cả các phép toán liên quan đến số học và logic, bao gồm thứ nhất là số học thì nó liên quan đến cộng, trừ, nhân, chia, tăng, giảm, đảo, dấu. Thế thì chúng ta ở chương 2 chúng ta xác định được rồi. Bản chất phép nhân cuối cùng chúng ta thực hiện toàn là phép gì đấy ạ? Cộng, đúng rồi. Đấy. Còn cái phép chia thì hôm trước tôi nói cuối cùng tất cả chỉ là phép gì thôi ạ? Đúng rồi, kết hợp giữa phép cộng và phép gì ạ? Nhưng thực ra là phép trừ thì chúng ta không có. Bởi vì A trừ đi B thì bằng A cộng với gì ạ? Với trừ B, cho nên chúng ta trên thực tế không có phép trừ. Đấy. Đấy. Vậy nhân và chia là chúng ta nhìn thấy rồi. Tăng thì đương nhiên dễ rồi. Tăng là chẳng qua đem giá trị cộng lên 1 thôi. Giảm thì chỉ là giảm đến 1 đơn vị. Nhưng đảo dấu là chính là cái phép gì hôm trước chúng ta học ạ? Lấy bù hai đấy đúng không, lấy bù hai thì chỉ là phép lật bit thôi, nó rất nhanh. À, thế còn các phép liên quan đến logic ấy, thì gồm có n là gì, là một cộng một bằng 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 không nhớ một đấy. Đấy. Thế nhưng cái n ở đây là không phải như thế, n ở đây là một mấy một phải là bằng mấy ạ, bằng một mà hôm trước tôi đã mô tả, nó chỉ bằng một khi cả hai bit đầu vào, tức là tất cả các bit đầu vào bằng một. Còn ngược lại thằng này nó chỉ bằng không khi làm sao? Phép OR. Nó chỉ bằng không khi tất cả các bit đầu vào bằng không. Đấy. Còn thằng XOR thì ngược lại với thằng này. Đúng chưa? NOT OR mà. Thì nó chỉ bằng không, nó chỉ bằng một khi nào? Khi bằng cả hai cái thằng bằng không đúng không? Đấy. Hay nói khác, cái phép XOR này trên thực tế là thông thường ấy, là nó là cứ hai bit mà giống nhau. Hai bit là giống nhau thì nó sẽ bằng không. Đấy. Còn hai bit và khác nhau ấy, thì bây giờ nó mới bằng mấy ạ? Bằng một. Cái phép so này là cái phép người ta tạm gọi nó là phép xóa bit. Xóa bit. Đấy. Một phép nữa là phép not. Not tức là không phải nó phủ định. Phép nữa dịch bit thì chúng ta làm biết rồi. Đấy. Dịch bit hôm trước chúng ta đã học dịch bit trái, dịch bit phải rồi. Về đầu tín hiệu thì tín hiệu để vào được đơn vị xử lý ALU này nó cũng có này. Thứ nhất là cái dữ liệu từ các thanh ghi. Thứ hai là các tín hiệu liên quan đến điều khiển.
bởi vì có các cái trường hợp nó dịch chẳng hạn thì nó phải nhờ cái tín hiệu điều khiển thì nó mới dịch được. Đương nhiên đi theo nó, đó là cả thanh nghi cờ. Tại sao thanh nghi cờ? Nó liên quan đến kết quả đúng không? Bởi vì nếu mà có nhớ ra thì cái cờ nhớ làm sao nó phải được bật lên. Tuy nhiên ấy, có phép toán hôm chúng ta thực hiện đó là đối với lại phép cộng ấy thì nó còn có nhớ của bit đằng trước đây nữa cơ. Cho nên nó phải có cả cờ nhớ trước đây nữa. Sau khi nó thực hiện hết tất cả các phép toán này rồi thì nó phải đưa được dữ liệu ra, nhưng mà ra đây tạm thời mức CU là mức thanh ghi. Đấy. Thanh ghi, ta lưu ý như thế. Đấy. Thành phần thứ hai là cái khối điều khiển, cái đơn vị điều khiển. Đơn vị điều khiển về mục đích ấy, là bao giờ nó điều khiển làm mấy việc. Một là nhận được lệnh từ bộ nhớ đưa lên thanh ghi. Nhớ là lúc này là thanh ghi lệnh. Thanh ghi lệnh ở trong hệ thống nó ghi ký hiệu là IR. IR. Instruction và phải tăng, sau khi nó nhận được cái lệnh đấy rồi thì phải tăng dung lượng của cái thanh ghi PC lên một đơn vị để trỏ lệnh tiếp theo. Thì cái này thì ở chương 1 tôi đã nói sơ qua rồi. PC chính là thanh ghi, nó gọi là Personal Program Counter. Nó khác với để cái khái niệm là máy tính, tức là máy tính cá nhân chúng ta ký hiệu là PC, nhưng đây nó ghi rất rõ là thanh ghi PC, thanh ghi bộ đếm chương trình. Đấy. Đấy. Và đơn vị điều khiển này nó sẽ làm cái việc đó là giải mã được cái lệnh đấy để xác định được cái thao tác mà lệnh ấy cần phát ra. Đấy. Cũng như là phát ra các tín hiệu điều khiển tương ứng để thực hiện cái lệnh đấy và nhận các tín hiệu yêu cầu từ hệ thống bus và đáp ứng yêu cầu đó. Thế thì tại sao chỗ này phải nhận các yêu cầu từ hệ thống bus? Bởi vì chúng ta được biết là trên thực tế là như hôm trước tôi lấy một ví dụ đó là trong các tín hiệu điều khiển hệ thống bus thì có những trường hợp ấy, nó sẽ bị chiếm dụng bớt, hay nó khác nó bị hết cái không gian đấy rồi thì nó phải nhượng lại cái bớt đấy trong khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như là nó phải chuyển tạm thời, có thể từ bớt địa chỉ sang làm bớt dữ liệu để tạm thời trong khoảng thời gian đấy. Tất nhiên với điều kiện là lock unlock nó phải rõ ràng. Tức là nếu là trường hợp là tín hiệu lock nó bật lên thì không được phép chuyển. Nhưng thế là lock nó unlock nó bật lên thì không thì mới được chuyển. Đấy. Về thông tin thì đơn vị điều khiển này nó phải nhận thông tin từ đâu? Đầu tiên phải có cái thằng này nó duy trì nhịp để đảm bảo đồng bộ này, không có thằng này là sẽ hỏng, không này sẽ hỏng. Sau đấy là các tín hiệu từ cờ, các thanh ghi cờ và các thanh ghi lệnh, rồi các thanh ghi dữ liệu từ bus dữ liệu đi vào. Đấy. Sau khi xử lý xong ấy thì phải xuất được ra cái tín hiệu điều khiển tương ứng. Thì tín hiệu điều khiển liên quan đến bên trong CPU hoặc là tín hiệu điều khiển cho hệ thống bus. Đây là quyết định. Đấy. Vậy thì các tín hiệu đấy là gì? Tín hiệu nếu mà đưa vào thì gồm có là tín hiệu clock tạo xung nhịp từ mạch dao động ở ngoài. Thế tại sao tạo xung nhịp? Bởi vì chúng ta biết là giống như là thầy trò mình đang đi học với nhau trên giảng đường ấy, thì nếu không có cái chuông ấy, thì là hỏng. Ông là thích dạy gì dạy về hết, dạy đến đâu dạy thì chết đúng không? Cái chuông nó sẽ duy trì cái nhịp, mà cái chuông này nó căn cứ cái gì đấy? Căn cứ là đồng hồ hệ thống. Đấy. Và thông thường thì nó lấy luôn từ tín hiệu GPRS đúng không? Sai không là do thằng GPS đã quyết định. Đấy. Tất nhiên là thường là đồng hồ GPS là nó đồng bộ hết tất cả rồi. Đấy. Thì đấy là tín hiệu clock, chẳng nghĩa như vậy. Sau đấy là mã lệnh từ thanh ghi để đưa đến giải mã này và các thanh ghi cờ liên quan đến trạng thái của CPU. Vì có những trường hợp nó sẽ trường hợp rơi vào trạng thái đó là nó có chấp nhận cái ngắt đấy hay không thì nó đều phải đưa ra các tín hiệu từ CPU. Rồi các tín hiệu điều khiển từ bus. Đấy. Còn các tín hiệu phát ra thì có giải là phát ra để điều khiển cho các thanh ghi hoặc điều khiển cho khối ANU mà chương 2 chúng ta đã làm được cái này. Đấy, nó dịch đi bao nhiêu rồi cộng với bao nhiêu đấy. Các tín hiệu điều khiển ra bên ngoài thì gồm có liên quan điều khiển cho bộ nhớ hay điện khởi cho thiết bị ngoại vi thông qua các module vào ra. Đấy. Thế thì muốn điều khiển được nó thì hiện nay ấy, thì chúng ta nên nhớ là trong tất cả các cái bộ main mà chúng ta mở trong máy tính ra thì cái cạnh cái khối CPU, cái con chip mà chúng ta đặt vào, người ta gọi là CPU này, thì bao giờ có một con IC ở bên cạnh. Thì con IC bên cạnh đấy rất to đấy, nó chính là cái khối điều khiển. Bởi vì cái con CPU nó giống, nó chỉ như tôi vừa nói, nó chỉ là một cái core, cái core. Còn muốn chạy được nó là phải thông qua cái hệ thống điều khiển. Thế thì cái thiết bị mà để nó điều khiển đấy thì người ta gọi là đơn vị điều khiển. Mà đơn vị điều khiển đấy là có hai cái phương pháp. Một là nó bằng chương trình, tức là điều khiển bằng vi chương trình, tức là nó cấy sẵn ở trong. Mà máy tính bây giờ nó là kết hợp vừa là vi chương trình cấy sẵn ở trong đấy và đồng thời cũng có thể điều khiển thông qua phần cứng. Vậy thì cụ thể là như nào? Thứ nhất là gì? Là đơn vị điều khiển này nó bao gồm này, bao gồm một cái bộ nhớ chương trình
chúng ta tạm gọi nó là bộ nhớ ROM. Tại sao lại bộ ROM? Bởi vì cái chương trình này nó phải cấy sẵn, phải được lập trình sẵn từ do nhà sản xuất cấy sẵn ở trong đó bộ nhớ vi chương trình. Thứ hai là một cái chương trình thì gồm các cái mã lệnh, thì ở đây vi chương trình thì sẽ là vi lệnh, thì nó gọi là micro instruction. Tức là lệnh thì sẽ có các cái mã lệnh, tức là chương trình thì sẽ có các cái lệnh. Thế còn đối với để vi chương trình thì nó gọi là các cái vi lệnh. Vi lệnh tức là cái lệnh mà không thể chia nhỏ hơn nữa. Đấy. Mà để mức là thực hiện trực tiếp từ ở mức thinh nghi và mức CPU thì nó gọi là vi lệnh. Đấy. Mà mỗi vi lệnh đấy nó sẽ là mã hóa cho một cái thao tác cụ thể, mà một cái vi thao tác tức là một cái vi phép toán, mà phép toán này cũng không thể chia nhỏ được hơn nữa. Đấy, đấy là như vậy. Giống như là chúng ta thực hiện ví dụ như là đối với phép dịch chẳng hạn, thì không thể chia phép dịch thành cái phép gì được nữa. Nhưng trước chúng ta học cái phép cộng thì chúng ta hoàn toàn có thể là gì, là chuyển thành các phép khác được. Ví dụ như phép nhân chẳng hạn được chuyển thành các phép cộng hoặc là phép dịch. Ví dụ như nhân hai chẳng hạn là tương đương phép dịch thôi. Thế nhưng mà ở đây là phép dịch là phép tối thiểu rồi thì không thể thay vào phép khác được. Đúng không? Và để hoàn thành một lệnh nào đấy, tức là lúc này là nâng lên, là một lệnh nào đấy thì nó phải cần nhiều hơn một cái vi chương trình, chứ không phải là một. Ví dụ như cái lệnh in thì chúng ta lệnh in ra màn hình chẳng hạn này, thì nó phải gọi đến rất nhiều các vi chương trình, ít nhất là một cái vi chương trình để điều khiển cho cái hiển thị cho cái dữ liệu đấy lên trên màn hình. Đấy, hiểu như vậy. Thì thông thường đối với điều khiển bằng vi chương trình ấy, thì tốc độ của nó sẽ chậm hơn một chút so với lại phương pháp thứ hai là phương pháp điều khiển bằng phần cứng. Còn phần cứng là nó sẽ sử dụng mạch cứng để giải mã và tạo các tín hiệu cho điều khiển thực hiện lệnh đấy. Đấy. Các cái mạch này nó sẽ có phải cũng vẫn có phải có một cái sung clock, nhưng nó phải có một cái mạch gọi là mạch phân chia thời gian, và nó phải căn cứ vào các bộ giải mã để tìm ra từ các lệnh trước đấy các thanh ghi cờ đầu vào và xuất ra các tín hiệu điều khiển tương ứng. Đấy, thì đấy là thì cái thằng là điều khiển bằng phần cứng này thì tốc độ nó sẽ nhanh hơn, tuy nhiên giá thành cộng với việc là sản xuất nó thì rất là phức tạp. Đấy, chứ không hề đơn giản, nó đi theo thôi. Đấy là phần thứ hai. Phần thứ ba là tập thanh ghi. Thanh ghi thì mục đích của nó là chứa thông tin tạm thời để phục vụ cho các hoạt động tại thời điểm của CPU thôi. Đấy. Còn trong mức nhớ thì đây nó sẽ là gì ạ? Là được coi là mức nhớ đầu tiên. À, thì tại sao chỗ này nó có cái dấu chấm ở chỗ này? À, tách riêng ra. Thì trong các câu hỏi trắc nghiệm ấy, thì bao giờ cũng có câu là hỏi là mức nhớ đầu tiên của máy tính là ở đâu? Thì sẽ hỏi là thanh ghi bộ nhớ, rồi bộ nhớ ROM, rồi bộ nhớ RAM, rồi ổ cứng chẳng hạn. Thì ở đây khẳng định luôn với chúng ta là máy trong máy tính thì cái mức nhớ đầu tiên đó chính là mức thanh ghi. Thế thì khi đấy cái hiệu năng của thằng CPU ấy, nó sẽ căn cứ vào cái tập các thanh ghi này. Tức là số lượng thanh ghi mà lớn thì khi đấy mới tăng được hiệu năng của máy tính. Thế còn trong thanh ghi nó phân là mấy dạng, một là thanh ghi có thể lập trình được và hai là thanh ghi không lập trình được. Lập trình được tức là cái người lập trình có thể can thiệp và có thể là thiết lập nó theo những trạng thái. Còn nếu mà phân theo cái chức năng thì thanh ghi nó gồm có bốn cái loại thanh ghi cơ bản, và trong đấy có những thanh ghi nó kết hợp. Thì gồm có thanh ghi địa chỉ là đầu tiên để xác định được cái địa chỉ của ngăn nhớ hay là địa chỉ của cổng vào ra. Sau đấy là đến thanh ghi dữ liệu để chứa cái các dữ liệu tạm thời. Tuy nhiên là thanh ghi dữ liệu chúng ta còn nhớ nữa, là có những trường hợp nó sẽ sử dụng đan sang để phục vụ các chức năng khác nữa. Thanh ghi tiếp theo là thanh ghi điều khiển và trạng thái để chứa các thông tin liên quan đến điều khiển và trạng thái của CPU, và thứ tư là thanh ghi lệnh để chứa các lệnh đang thực hiện. Và trong những trường hợp mà cần sử dụng lúc nó là dữ liệu, lúc là địa chỉ, lúc có thể là thanh ghi lệnh, thì nó có một thanh ghi nữa, thanh ghi thứ năm là thanh ghi đa năng. Nhằm mục đích đó là nó sẽ khỏa lấp được những trong thời điểm những cái thanh ghi kia sẽ bị hết. Tuy nhiên là đối với chúng ta thì các em ít khi lập trình đối với lại hệ thống ấy, thì chúng ta thấy là cái thanh ghi nó không không nhìn thấy nó thế nào cả. Nhưng mà những như bọn tôi đã hay làm lập trình hệ thống ấy, thì cái thanh ghi nó quan trọng lắm, mà thực tế là thanh ghi không dùng đủ, không đủ để dùng, thường là phải dùng lại. Tức là nôm na là trong cái thời điểm nào đấy nó thiếu thanh ghi cho nên phải cất nó đi, xong rồi dùng thanh ghi tức là cất tạm vào bộ nhớ, xong rồi tí nó khôi phục lại. Tất nhiên không phải thanh ghi nào cất được hết thế.
Và cái thai nhi đa năng là có một số trường hợp như này, cái địa chỉ của cái không gian dữ liệu hoặc không gian của cái chương trình đấy nó lại không làm được bằng cái thai nhi địa chỉ, mà lại phải làm thông qua thai nhi đa năng, tức là lạp lên thai nhi đa năng xong bắt đầu đẩy thai nhi đa năng vào thai nhi địa chỉ mới được. Đấy, nó lại khó như thế. Đấy, thì lập trình hệ thống mới thấy được cái chuyện đó, còn chúng ta lập trình bậc cao thì không thấy, lập trình các ngôn ngữ bậc cao không thấy chuyện đó. Đấy. Thì một số cái thai nhi liên quan đến địa chỉ ấy, thì gồm có thai nhi bộ đếm chương trình giống như tôi đã nói chúng ta rất nhiều lần. Thứ hai là thai nhi dữ liệu, con trỏ dữ liệu, thai nhi ngăn xếp. À, ngăn xếp là lập trình C chúng ta chắc là có dùng rồi. Thế tuy nhiên thì chắc chúng ta chưa để ý lắm là stack nó sẽ hoạt động như nào đâu. Tiếp theo thai nhi cơ sở và thai nhi chỉ số thì gồm có thai nhi gọi là base và index. Thế nào gọi thai nhi cơ sở? Thai nhi cơ sở là chứa cái địa chỉ cơ sở. Thế nào lại là cơ sở? Tôi lấy ví dụ giả sử cơ sở, ví dụ chúng ta đang học đây 402 đúng không? Thì cơ sở của cái một số nhà 402 hay căn phòng 402 nó phải là cái tầng 4 đấy. Đấy. Thì thông thường là và cái địa chỉ đấy ở đây nó sẽ coi đấy là 400. Đấy là cơ sở. Thế còn chỉ số có nghĩa là tính từ cái cơ sở đấy, tức là từ đầu ví dụ chúng ta đi đường này thì ở phía này, còn nếu ở đằng kia chúng ta đi đằng kia thì đến là khoảng cách là bao nhiêu nữa, từ cái cơ sở đến là bao nhiêu. Tất nhiên không gian về mặt vật lý thì nó hơi khó hình dung, nhưng không gian về bộ nhớ nó là bằng nhau hết. Nhưng trước tôi nói chúng ta thì mỗi một ô nhớ chỉ có đúng một byte thôi. Thế thì muốn đọc cái byte thứ 40 thì việc ví dụ như 1020 chẳng hạn thì bắt buộc phải tìm đến cái vùng cơ sở là 1000 đã, xong từ cái 1000 đấy đi vào là bao nhiêu đấy nữa. Được thế. Đấy. Thì đấy là cái liên quan đến địa chỉ cơ sở, địa chỉ chỉ số. Các thai nhi dữ liệu, các thai nhi trạng thái. Đấy. Và thai nhi bộ đếm chương trình ấy, thì nhiều khi người ta còn gọi là con trỏ lệnh, lý do là cứ đọc một lần xong nó tự động nó tăng lên một đơn vị. Nó tăng lên như thế nào đây, chúng ta nhìn đây này. Ví dụ như thanh PC này đang trỏ ở đây mà câu lệnh đọc một cái được thực hiện thì tự động nó sẽ tăng lên một đơn vị. Tăng lên như thế này nó chỉ nguyên tắc của nó chỉ có con trỏ thì nó mới tự động thôi. Đấy. Và nó luôn luôn giữ cái địa chỉ của cái vùng lệnh mà sắp tới nó sẽ được nhận vào. Và sau khi thực hiện đấy thì nó bao giờ nó tăng nội dung lên. Chính vì thế mà ở cái phần mà trao đổi về ngắt ấy, thì tôi nói chúng ta là khi ngắt tức là nó lại gọi một chương trình khác, thì khi đấy cái giá trị của cái thanh PC thì phải được cất đi, phải cất tạm trong bộ nhớ để nhằm mục đích đó đảm bảo là tí nữa nó sẽ phải khôi phục lại được. Đấy, còn nếu không nó sẽ không khôi phục được, mà không khôi phục được thì không biết là lệnh tiếp theo nó ở đâu. Đấy, mục đích của nó là như thế. Thì đấy chính là cái ý nghĩa của tại sao là gọi là thanh nghi bộ đếm chương trình này, chính là như vậy. Thanh nghi thứ hai là thanh nghi con trỏ lệnh. Đấy, con trỏ lệnh là gì? Nó có chữ data pointer thì mục đích là chứa cái ngăn nhớ, cái địa chỉ ngăn nhớ của dữ liệu mà CPU sẽ truy cập vào. Đấy. Cái này cũng rất quan trọng bởi vì CPU nó làm việc rất nhanh. Và thường có một số cái thanh nghi con trỏ dữ liệu cơ bản ở trong đó. Thành phần thứ ba đó là ngăn xếp. Ngăn xếp là nguyên tắc là LIFO. Thế thì chúng ta biết là xếp hàng thì là FIFO đúng không? First in, first out, xếp hàng là cứ theo thẳng đường ống ấy. Nhưng mà cái thằng stack này thì nó nguyên tắc của nó giống như cái chồng đĩa. Chúng ta xếp thì phải xếp từ dưới lên đúng không? Thế nhưng khi lấy thì không thể lấy dưới lên được. Mà bắt buộc là phải lấy ở trên. Nhưng nếu mà cái chồng đĩa này đã có một vài cái rồi thì mọi thao tác vào và ra, giả sử làm thêm một cái nữa cũng vẫn ở trên đó, trên cùng. Và nhấc ra cũng vẫn ở đâu? Ở trên cùng đấy, không thể đút tay dưới được. Không thể rút tay dưới được. Đấy, thì đấy nó gọi là LIFO, tức là last in first out, tức là vào trước thì nhưng mà ra là sau cùng. Đấy, và vào cuối cùng thì được ra trước. Nhưng khi trong ngăn xếp đã có các thành phần rồi thì tất cả mọi thao tác nó đều ở trên trên đỉnh, trên đỉnh nó gọi là top. Đấy. Thế thì ngăn xếp thường dùng để phục vụ cho các chương trình con. Câu hỏi là tại sao lại phục vụ chương trình con? Chúng ta hình dung là như thế này. Nếu mà cái đường đi như thế này gọi là chương trình chính, đến đây có một lời gọi chương trình con xảy ra thì nó lại là một chương trình khác. Giả sử chương trình nằm ở đây thì rõ ràng nó phải tìm đến đầu của chương trình đấy đã, xong đến chỗ này thì nó phải đi đâu ạ? Nó không may đến chỗ này nó lại chưa hết mà nó lại gọi tiếp một chương trình khác nữa ra đây. Thế thì việc tiếp theo là sau khi cái chương trình này kết thúc rồi thì nó trả về đâu ạ?
Câu hỏi là trả về chỗ này hay trả về chỗ này? Thì rõ ràng phải trả về đây trước chứ, đúng không? Bởi vì nếu mà trả về đây thì làm gì lấy đâu thông tin mà trả về. Đấy, vậy phải trả về đây. Mà trả về đây thì rõ ràng thằng này là được gọi cuối cùng, đúng không? Nhưng mà phải trả về đầu tiên. Và xong đấy từ thằng này nó mới trả về đây. Đấy, thì đúng là như thế. Vậy chương trình con nó làm được đúng không? Đúng. Và đáy ngăn xếp sẽ chính là một ngăn nhớ cố định. Thì tại sao lại là đáy của nó là cố định mà không phải là đầu, là trên là cố định? Vì như tôi vừa nói chúng ta là khi trong ngăn xếp có một vài đối tượng thôi thì mọi thao tác nó làm ở trên đỉnh, làm trên đỉnh. Mà muốn viết địa chỉ trên đỉnh thì bắt buộc phải cố định được cái thằng đấy, phải cố định thằng đấy. Còn trên đỉnh nó cứ thay đổi liên tục này làm sao có xác định được, đúng không? Không xác định được, phải cố định cho thằng đấy. Vậy cố định thằng đấy để làm gì? Để khi mà lấy một thằng ra thì tôi trừ bớt đi một cái, còn nếu mà tôi cho thêm vào thì tôi phải cộng thêm một cái, đúng không? Thì là xong, thì phải giữ được thằng đấy, giữ được thằng đấy. Đấy là nguyên tắc. Còn đỉnh của ngăn xếp ấy, chính là thông tin để ở trên cùng và trong cùng cái vùng của stack đấy, và đỉnh này luôn luôn thay đổi, cho nên người ta không giữ cái địa chỉ đỉnh là thế. Thì để làm được cái hoạt động của ngăn xếp này thì bao giờ phải có một cái người ta gọi là con trỏ ngăn xếp, stack pointer. Con trỏ này nhằm mục đích là chứa cái địa chỉ của cái ngăn trên đỉnh của ngăn xếp đấy. Vậy thì cái con SP này nó lại tiếp tục thay đổi. Nếu như nạp vào một cái, người ta gọi cất một thông tin vào ngăn xếp, thì nội dung của SP này sẽ giải giảm đi một đơn vị. Tức đẩy vào thì phải giảm một đơn vị, giảm để nó dẫn đến đỉnh. Đấy. Và thông tin được cất vào sẽ được đúng cái địa chỉ trỏ với SP đấy. Nhưng mà khi mà lấy ra, khi mà lấy phần tử ra thì ngược lại, là thông tin được giao đưa vào trong bởi con trỏ SP, nhưng mà sau đấy SP phải tự động tăng lên một đơn vị. Tức tăng lên để tính tiến về xuống đáy. Bởi vì khi lấy thông tin ra rồi. Đấy. Vậy thì khi nào thì gọi là stack đấy được hết? Chính là khi mà cái SP đấy bằng luôn địa chỉ đáy. Chính vì thế là tại sao người ta phải xác định địa chỉ đáy như vậy. Thì khi là SP phải bằng đấy thì nó phải. Thế thì tại sao lại phải xác định là ngăn xếp rỗng? Nếu mà SP mà bằng địa chỉ đáy thì có nghĩa là stack đấy rỗng. Rỗng thì cái thao tác nếu muốn lấy nữa thì cái không có nữa thì có lấy được nữa không? Sẽ không lấy được nữa. Thế nó mới cần. Thế nhưng ngược lại, giả sử cái ngăn xếp đấy của tôi là có không gian S, và bây giờ cái SP nó lại trỏ tới cái địa chỉ đấy đấy cộng với S rồi, thì có được nhét được vào nữa không? Không nhét nữa, bởi vì nó đầy rồi, hết cỡ thì không thể nhét vào được nữa. Đấy, thì đấy là cái cách nó hoạt động như vậy. Đấy. Thì thằng SP hoặc là tăng hoặc là giảm đấy, so với đáy. Đấy. Tiếp nữa là thanh ghi cơ sở, thanh ghi chỉ số là thế nào? Thanh ghi cơ sở thì chứa địa chỉ của ngăn nhớ cơ sở, tức là địa chỉ cơ sở. Thanh ghi chỉ số thì chứa độ lệch tính từ cái địa chỉ số cơ sở đấy đến đến nó. Thì về nguyên tắc khi truy cập thật sự ấy, truy cập thật ấy, thì nó phải bằng địa chỉ cơ sở đấy cộng với địa chỉ chỉ số đấy. Như tôi vừa giải thích, chúng ta ở ngăn phòng, cái phòng số 402 ở tầng 4 thì chúng ta này, phải pin được tầng 4 xong rồi cộng lên dịch điện bao nhiêu vị trí. Đấy chính là cái. Về minh họa nó có thể nhìn qua hình này, tức là cơ sở thanh ghi cơ sở này cộng với thanh ghi chỉ số thì nó ra cái ngăn nhớ cụ thể. Đấy. Về thanh ghi dữ liệu thì chứa dữ liệu tạm thời rồi, trung gian rồi và cần nhiều thanh ghi. Nguyên tắc là trong các thanh ghi đi bao giờ nó là một số chẵn của 8, tức là nó sẽ là 8, 16, 32 hay 64. Tại sao như thế? Bởi vì là đơn vị dữ liệu của chúng ta là xử lý là khi đấy người ta tính là một từ nhớ. Thì một từ nhớ thì thông thường có một số bộ vi xử lý nó sẽ là 8 bit, tức là tương đương bằng 1 byte. Đấy, thì tuy nhiên thì có một số bộ vi xử lý nó lại không phải là 8 bit, tức là nó không phải 1 byte, nó có thể là 2 byte. Thì từ nhớ nó là 2 byte thì bắt buộc phải là 16 bit. Và trong cái đấy thì chúng ta học ở chương 2 rồi, là nó chỉ là chứa số nguyên. Vậy thì nó phải có một số thanh ghi gọi dấu phẩy động nữa. Dấu phẩy động. Đấy. Để đảm bảo cái chuyện là tính toán các liên quan đến số số thực. Ngoài ra là còn có thanh ghi trạng thái để báo cho biết này, một là trạng thái liên quan đến cờ. Ví dụ cờ nhớ được bật thì có nghĩa là phép toán trước đấy kết quả có nhớ. Hoặc cờ tràn được bật thì phép toán đấy báo có bị tràn để làm gì. Thì cờ nhớ là chúng ta nhớ là khi phép tính thì phải cộng cờ nhớ vào. Còn khi mà phép tràn xảy ra thì kết quả của nó phải hiệu chỉnh.
Ở chương 2 chúng ta đã học rồi. Đấy. Tại sao phải cờ là thế? Khi mà cờ nhớ được bật lên thì chúng ta đưa các phép toán cộng vào cờ nhớ. Còn các phép, nếu mà có cờ tràn thì khi đấy phải hiệu chỉnh phép toán. Biết là chậm hai kết quả phép toán là thế. Tiếp theo là các cờ điều khiển thì liên quan đến các cái tín hiệu điều khiển. Ví dụ như là báo có nguồn hay chưa, có máy in đã có hộp mực hay không thì những cái tín hiệu đấy phải có nó mới được thực hiện được. Thì liên quan đến cờ của phép toán ấy, còn có cờ rỗng, tức là cờ mà phép kết quả cho biết kết quả phép toán bằng không. Cái này phục vụ đặc biệt quan trọng trong cái câu lệnh điều khiển. Cái câu lệnh mà trong ngôn ngữ lập trình của các em ấy mà bằng đó là câu lệnh if ấy. Bên trong cái biểu thức đấy là một biểu thức so sánh. Biểu thức so sánh chỉ có hai giá trị trạng thái. Một là kết quả của phép so sánh lên bằng không. Hai là kết quả phép toán này sẽ khác không. Đấy, cho nên cái cờ zero là cờ cực kỳ quan trọng cho các phép điều khiển. Mục đích của cái phép toán trong các câu lệnh if của chúng ta thực ra là các phép so sánh. Mà so sánh thì cuối cùng chỉ là phép cộng trừ các bit thôi. Và cộng trừ các bit thì nó cho biết nếu mà giá trị đấy thỏa mãn thì nó sẽ trả về cái giá trị tương ứng các cái cờ. Tiếp theo là cờ dấu cho biết là kết quả của phép toán đấy là âm hay dương. Tức là lớn hay không hay nhỏ hay không. Còn cờ nhớ là cho biết là kết quả phép toán đấy có nhớ hay không để cộng vào cờ đó. Đấy. Và tương ứng với nó sẽ có cờ tràng để báo là cái phép toán đấy cần phải điều chỉnh. Cần phải điều chỉnh. Đấy. Cần phải hiệu chỉnh. Có thể hiệu chỉnh dấu hoặc hiệu chỉnh về giá trị. Đấy. Còn cờ điều khiển thì liên quan tới cái vấn đề đó là ngắt. Đó là ngắt. Nếu mà cái cờ điều khiển này, cờ phép ngắt này mà nó bằng một thì có nghĩa là cho phép ngắt với tín hiệu yêu cầu từ bên ngoài tới CPU. Còn nếu mà cái cờ này mà bằng không ấy, thì CPU sẽ ở trạng thái cấm ngắt. Đấy, cấm ngắt. Tuy nhiên đây là cấm ngắt, ngắt từ các chương trình gọi vào chứ mà nó không thể cấm ngắt cứng được. Lưu ý là như thế, không thể cấm ngắt cứng được. Thế thì điển hình trong các cái bộ vi xử lý của chúng ta thì đa phần là các cái bộ vi xử lý nó gồm có các cái dạng như này. Thế thì ở đây có một loạt các thanh ghi, ví dụ thanh ghi D là viết tắt ở đó là thanh ghi dữ liệu, thanh ghi có chữ A là thanh ghi địa chỉ. Thế thì cụ thể này, cái thanh ghi mà có mục đích chung, tức là thanh ghi dùng chung thì nó sẽ có là AX, BX, CX và DX. A là viết tắt từ accumulator, tức là thanh ghi tích lũy mà cái mà chương 2 chúng ta làm bài tập đã dùng này. B là viết tắt từ base, là thanh ghi cơ sở. Còn C là viết tắt từ cao rồi, tức là thanh ghi bộ đếm. Thế thì bộ đếm là làm cái gì trong đối với hệ thống lập trình hệ thống? Thì lập trình hệ thống nó có một cái câu lệnh là câu lệnh lặp. Ví dụ như chúng ta ở lập trình ngôn ngữ bậc cao ấy là chúng ta hay dùng lệnh for mới được do while. Thì khi mà biên dịch nó ra trong lệnh hệ thống thì nó không thể dịch cái ngôn ngữ do while hay for đấy được, mà nó phải là lệnh loop, tức là lệnh lặp. Lặp bao nhiêu thì cứ mỗi một lệnh gặp lệnh lặp đấy thì cái thanh ghi sẽ để nó tự động giảm đến một đơn vị. Cho nên buộc cái thằng C thì phải chứa nó gọi là bộ đế là thế. Tức là cứ mỗi lần gặp lúc nó tự giảm đến một đơn vị. Giảm đi khi nào về không thì nó hết thoát ra khỏi đây. Thoát ra khỏi vòng lặp. Còn D là viết tắt từ data thôi. Đấy. Còn các thanh ghi có chữ P thì còn có FP, BP, tức là Stack Pointer, rồi Base Pointer, tức là con chó và chỉ số. Thì SI thì là Source Index, tức là cái thanh ghi địa chỉ nguồn. Chỉ số nguồn, còn DI là thanh ghi chỉ số địa chỉ đích. Rồi các thanh ghi con trỏ đoạn. Đấy, thì gồm có D, CS, DS, CS là code segment. Code segment là gì? Là nó chỉ vào cái vùng mà chứa cái câu lệnh. Thì nó gọi là code. Đấy, một số người học lập trình hỏi và thế em làm cái gì? Và em đang code. Ý muốn nói là viết cái gì ạ? Mã nguồn. Đấy. Tiếp theo là DS, DS là data stack segment. Data là vùng chứa dữ liệu. Thì vùng chứa dữ liệu là thế nào? Thì trong các ngôn ngữ lập trình, đặc biệt là chúng ta học lập trình C, là bao giờ cái khai báo đấy của chúng ta là phải khai báo trước khi dùng. Tôi lấy ví dụ giả sử chúng ta muốn dùng một biến y để trong vòng for thì ít nhất là phải khai báo trước khi nó được thực hiện ở trong vòng for. Và thông thường thì muốn như thế thì chúng ta tệ nhất ấy, là chúng ta phải viết chữ in. Chữ in là trong vòng for đúng không? Mở ngoặc đơn ra ấy. In y. Còn nếu không thì phải trước đấy phải khai báo hẳn. Tức là nghĩa trước khi mà nó được thực hiện ở trong cái vòng lặp đấy thì chúng ta phải khai báo trước.
Và cái khai báo đấy muốn biết được nó ở đâu thì nó phải dựa vào cái thằng Thanh Ghi DS này, nó trỏ tới cái vùng nhớ để khai báo cái địa chỉ đấy. Còn SS chính là stack segment thôi, thì đấy vùng unsafe. Còn ES thì chính là cái vùng nhớ mở rộng. Ngoài ra các thanh ghi trạng thái chương trình nữa thì gồm có là về cờ rồi về thanh ghi có giỏ lệnh. Thế đấy là tất cả các bộ bên trên này này. Đây này là các thanh ghi 16 bit. Đấy. Thế thì khi mà bộ vi xử lý nó lớn hơn thì khi mà chuyển sang thanh ghi ở trạng thái 32 bit ấy, thì nó chuyển thành thêm chữ E đằng trước. Ví dụ AX thì sẽ có EAX. Tức là lúc này là bên này là 16 bit thì sang đây sẽ là 32 bit. Đấy. Nó sẽ là 32 bit, tức là thêm chữ E vào. Đấy. Thì ví dụ như AX chỉ còn có EXB, X còn có EBX, DX còn có ECX, DX còn EDX, vân vân. Đấy. Thì đấy là các thanh ghi, hay nói khác thanh ghi ESP, tức là thanh ghi mở rộng và thanh ghi SP, rồi EBP, ESI và EDI. Đấy là cái phần liên quan tới bộ vi xử lý về thanh ghi. Đấy là xong cái phần thứ nhất là cấu trúc cơ bản để chúng ta nắm được về một cái cấu trúc tổng thể. Tuy nhiên là nó cũng khá là trừu tượng bởi vì nó nằm ở bên sâu bên trong, mà chỉ khi chúng ta thao tác với nó và các kết quả là nó đưa ra thì chúng ta mới biết được là nó xử lý thế nào. Còn trên thực tế là đối với người sử dụng chẳng hạn thì gần như không nắm được nó là thế nào, miễn nó coi như nó là hộp đen, tức là coi như nó là một hộp đen. Hộp đen là gì? Tôi chỉ biết là cho đầu vào này, tôi nhận ra đầu ra. Cái thành phần thứ hai trong chương chương 3 này đó là tập lệnh. Phần tập lệnh này thì rất là dài, chúng ta sẽ phải nó nghiên cứu khá, khá khá nhiều vấn đề trong cái tập lệnh. Thì thứ nhất đấy là sẽ có một câu hỏi chung chung như này, người ta bảo đặc trưng của bộ vi xử lý nó là gì, hay nói khác là đặc trưng quan trọng nhất của một bộ vi xử lý là gì. Đấy, sẽ có những câu hỏi như vậy. Thì câu hỏi như vậy đó là gì, thì ở đây nó có một dấu chấm quyết định luôn cái chuyện đấy, là mỗi một bộ vi xử lý có một tập lệnh riêng, tập lệnh xác định. Mỗi một bộ vi xử lý bao giờ cũng có một tập lệnh. Thì cái chỗ này người ta sẽ liên quan đến câu hỏi là đặc trưng của một bộ vi xử lý là gì. Thì chúng ta không thể nói là công nghệ được, với công nghệ nó không phải là đặc trưng. Vì công nghệ ngày nay nó có thể là micro khi mà chưa lên cao đó, nó sẽ nâng lên đến gì ạ, đến nano, mà bây giờ đang là công nghệ nano, và nó sẽ tương lai nó sẽ lên tới micro, không thể là đặc trưng được. Nhưng mà cái này thì không thể thay đổi này. Đó là cái tập lệnh thì không thể thay đổi. Thế thì tập lệnh của một bộ vi xử lý thì chúng ta sẽ xem ở đâu. Ví dụ như là chúng ta mua một bộ vi xử lý về, em chạy một cái chương trình CVZ lên. Đấy. 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 Đây. Đấy. Nhìn cái này. Cái này hôm trước tôi đã nói rồi. Đấy. Đấy. Thế thì với mỗi một cái bộ vi xử lý như này thì đây chính là tập lệnh của nó có chữ injection. Mỗi bộ này nó sẽ có chữ injection. Đấy. Thì nó có cái chữ là injection này, thì chính là cái tập lệnh. Vậy mỗi một cái bộ vi xử lý. Thế thì tại sao nó lại cần xác định cái chuyện đấy? Cái này nó cũng quyết định bởi cái việc người dùng nữa. Cho nên là khi mỗi một người sử dụng, khi mà muốn mua một bộ máy tính ấy, thì cái người tư vấn bán máy tính cho chúng ta bao giờ cũng hỏi một câu là mua để làm gì? Mua để làm gì? Nói là chỉ để mua để học bình thường thì bao giờ người ta tư vấn đến những cái máy tính là có các tập lệnh về cơ bản là phổ biến. Thế nhưng mà nếu nói là cái người đấy bảo mua để về tôi thiết kế cho kiến trúc chẳng hạn thì câu chuyện này khác. Nếu như cái người đi mua đấy mà không nắm được thì cái người bán cũng phải tư vấn, bởi vì sao? Nếu mà cái người bán mà tư vấn nó không tốt đấy, về ông không dùng được ấy, thì còn khổ hơn, bởi vì lúc bây giờ nó xảy ra mấy chuyện. Nếu mà đối với máy tính nguyên chiếc, tức là cái máy tính nguyên chiếc, ví dụ như máy tính sách tay này là máy tính nguyên chiếc, hay là khác những cái máy tính mà của các hãng nó đóng hộp gói đóng gói ấy, nó là nguyên chiếc, cấm mở,
nó có những cái chuyện là cấm mở. Thế thì khi mà tư vấn không đúng về, ông ấy lột ra, ông ấy chạy rồi, bởi vì nguyên tắc tôi trả tiền rồi tôi phải mở ra tôi chạy. Đấy. Và mở ra chạy thì đồng nghĩa phải cài đặt. Và khi đã cài đặt lên rồi thì mọi thứ nó không còn nguyên, người ta gọi là đóng hộp nữa. Thì nó vi phạm vào cái nữa, đó là cái bảo hành. Và như thế cái người mua sau người ta sẽ không mua cái máy đấy. Cho nên cái người tư vấn lúc này phải quyết định, phải chính xác. Nên tại sao người ta bao giờ người ta hỏi là mua để làm gì? Đấy. Còn những ông mà làm bên kiến trúc ấy, tại sao như thế? Bởi vì nó cần phải có những tập lệnh xử lý, đó là đồ họa. Đặc biệt nếu mà chúng ta đã xem trên TV, có những lúc người ta thiết kế đồ họa nó xoay cái vật thể 3 chiều này, 360 độ ấy. Nó xoay nó nhìn tất cả các phong cảnh, ví dụ như vẽ một ngôi nhà chúng ta nhỉ, nó lột cả móng lên ngược lên thế này. Những cái phần mềm như thế. Nó nhìn thấy cái tất cả, tức là nó dựa trên không gian 3D. Mà cái đỉnh cao đó là chính là cái in 3D, chính là như ở cái đó. Thế những phần mềm đấy thì không thể dùng cái máy tính như của chúng ta bình thường này, máy tính học để mà vẽ được đâu. Không vẽ được. Cài nó không cài được cái chứ nói như vậy. Nó phải có những tập lệnh riêng để phục vụ cho việc xử lý ảnh 3D. Đấy là nói như thế để chúng ta hình dung được là cái tập lệnh nó rất quan trọng và nó quyết định được cái tính chất của cái bộ vi xử lý đấy. Đấy. Và nó cũng biết được khả năng của bộ vi xử lý. Tại sao như thế? Bởi vì trong cái tập lệnh đấy nó có hàng chục đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lệnh để phục vụ cho những việc đó. Mà mỗi một lệnh về cơ bản ấy, thì nó chỉ là các chuỗi nhị phân thôi mà bộ vi xử lý hiểu được. Tất nhiên là lúc này đang nói là lệnh đây là lệnh ở mức CPU, thì chúng ta không tức là về người dùng sẽ không hiểu, nhưng máy tính nó sẽ hiểu. Thì cái lệnh đấy nó phải chuyển từ lệnh ngôn ngữ bậc cao sang lệnh của bậc máy. Thì cái ngôn ngữ mà gần nhất giao tiếp mà giữa con người với lại máy tính được trực tiếp nhất, người ta gọi là lệnh hợp ngữ. Lệnh hợp ngữ gọi là ngôn ngữ gần nhất. Gần nhất. Thế thì cái tại sao nó gọi là hợp ngữ, tức là gì ạ? Là cái mà trung gian giữa hai thành phần, một là cái người lập trình, hai là máy, ngôn ngữ máy. Thì ngôn ngữ máy chỉ có con số 0 và 1, mà 0 và 1 thì chịu, người lập trình không thể nhớ hết tất cả các chuỗi dài như thế được. Ví dụ như một lệnh là 32 bit, làm sao mà nhớ được đủ 32 bit ấy? Bởi vì chỉ khác nhau một bit là khác. Thì nó có cái ngôn ngữ tương gọi là trung gian. Ngôn ngữ hợp ngữ này nó có đặc điểm là các ký hiệu nó mang tính gợi nhớ. Ví dụ như cái lệnh gọi là làm dữ liệu chẳng hạn, thì có những lệnh như lệnh move, move viết tắt thì rồi ba cái tự là MOV thôi. Đấy, ví dụ lệnh move như thế. Nó là một cái từ gợi nhớ, nó ba cái tự. Thì tại sao gọi là gợi nhớ? Thì chúng ta biết là ngôn ngữ trong máy tính là ngôn ngữ tiếng Anh. Gợi nhớ ở đây có nghĩa là nó dùng từ viết tắt của ba ký tự đầu tiên nếu như đủ phân biệt được. Và thậm chí có những trường hợp nó chỉ dùng hai ký hiệu thôi. Ví dụ lệnh nhảy có thể viết là chữ G, P, viết tắt được là jump. Jump. Đấy, ví dụ như thế. Đấy. Còn nếu trong trường hợp không đủ thì nó phải dùng đến bốn ký tự. Ví dụ lệnh hoán đổi vị trí chẳng hạn. Nó gọi là lệnh exchange. Ví dụ thế. Đấy. Thì, tức là nó sẽ dùng là 2 hoặc 3 hoặc 4 ký tự viết tắt của các cái từ tiếng Anh. Đấy. Cho nên nó dùng khái niệm là gợi nhớ là như vậy. Từ gợi nhớ là như vậy. Đó. Thì chúng ta nghỉ giải lao mấy phút xong chúng ta tiếp tục. Các phần sau là còn khá dài. Thank you.
Rồi chúng ta tiếp tục. Thì chúng ta đi vào cụ thể, đi vào cụ thể với những cái chức năng và cái vấn đề về tập lệnh như ở phần trước thì chúng ta đi vào cụ thể đó là gì? Vậy thì trong mỗi một cái thành phần mà người ta gọi là lệnh máy đấy, thì nó gồm có những cái gì? Thì trong mỗi lệnh máy bao giờ nó phải tách ra được hai thứ. Thứ nhất ấy, đó là cái mã của cái phép toán để cần thực hiện, hay người ta gọi viết tắt là từ là mã thao tác, đó là opcode. Viết tắt là một số từ tiếng Anh, nhưng từ đầy đủ của nó là operation code, từ tiếng Anh đầy đủ nó là thế. Thì tên của nó chính là cái mã hóa của các cái thao tác mà bộ vi xử lý phải thực hiện, nó gọi là mã thao tác, hay nói khác là một số trường hợp người ta gọi dùng từ mã phép toán cũng được. Bởi vì tại sao nó không dùng mã phép toán? Bởi vì trên thực tế có một số cái câu lệnh ấy, nó lại không phải là phép toán, ví dụ nó chỉ là điều khiển thôi thì nó không phép toán, cho nên là người ta dùng cái từ là mã thao tác thì là chính xác hơn, đúng không? Tiếp theo là đến cái thành phần thứ hai là địa chỉ của các toán hạn. Cái địa chỉ toán hạn chúng ta sẽ khá nhiều trường hợp chứ không phải là chỉ. Thế thì mục đích của nó là để làm gì? Để cái địa chỉ toán hạn này nó chỉ ra nơi sẽ chứa cái toán hạn mà nó cái lệnh này, cái thao tác này nó sẽ can thiệp, nó sẽ trao đổi vào. Thế thì chúng ta được biết là mỗi một toán hạn ở phổ thông chúng ta hay học thì nó gồm có hai cái thành phần. Một, người ta gọi toán hạn nguồn. Nguồn là thế nào? Tức là cái nơi mà sẽ phải lạc cái dữ liệu lên, gọi là toán hạn nguồn.
Tóa đạn thứ hai là tóa đạn Linux. Linux là cái nơi mà dữ liệu sẽ phải cất vào. Đúng ra là thế. Thế thì có những trường hợp nào xảy ra? Liệu có phải lúc nào phải tách được hai cái này hay không? Thì trên thực tế trong một số trường hợp nó không phải hoàn toàn tách hết được. Hoàn toàn tách hết được. Đấy. Lấy ví dụ trường hợp đầu tiên này. Nếu như trong số lượng cái địa chỉ toán hạn đấy trong lệnh ấy, là chỉ có đến 3 địa chỉ. Mà có đến 3 địa chỉ. Đây là trường hợp dài nhất. Tức là gì? Là 3 địa chỉ. Ở đây chúng ta lấy một cái ví dụ rất đơn giản. Đó là ví dụ như C bằng A cộng B. Thì ở đây đâu là nguồn, đâu là đích ạ? Đúng rồi, A, B phải là nguồn. Từ cái nơi sẽ chứa dữ liệu sẽ đọc vào. Thì gọi là hai toán hạn nguồn. Và có một toán hạn đích là C. Có một toán hạn đích. Thế thì thằng này nó có đặc điểm gì? Đặc điểm của thằng này là gì? Đấy. Đặc điểm thứ nhất này là cái tín hiệu này là cái giá trị của toán hạn này nó sẽ không bị mất đi đối với hai toán hạn nguồn. Tức là sau khi thực hiện lệnh xong ấy, thì giá trị hai toán hạn này giữ nguyên, nó không thay đổi, nó chỉ thay đổi mỗi gì đấy thôi ạ, mỗi đích này. Mà đúng thế, bởi vì là sau cái câu lệnh này thì C sẽ được cập nhật, còn A và B không cập nhật gì cả. Đấy. Thì đặc điểm thứ nhất là như vậy, tức là cái giá trị của hai toán hạn nguồn không bị thay đổi sau câu lệnh được thực hiện. Đấy là đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai là từ lệnh thì nó rất dài. Chúng ta đều biết là mỗi một câu lệnh lại phải đi tìm địa chỉ của từng cái thành phần, địa chỉ của từng thành phần toán hạn này là rất dài. Vì thông thường địa chỉ của nó là có hai mức. Một là địa chỉ bộ nhớ, thì nó phải có vùng nhớ, phải địa chỉ vùng nhớ. Mà địa chỉ vùng nhớ chúng ta học ở phần trước là nó có thể là 32 bit, nó có thể là 40 bit. Cho nên là cái từ lệnh là rất là dài. Còn nếu không nữa, nó lại có thể là địa chỉ thiết bị ngoại vi nữa, thì còn địa chỉ cổng vào ra thì nó sẽ còn hơn nữa. Thì đấy chính là cái đặc điểm, đó là từ lệnh rất dài. Vì phải phạm mã hóa cả ba cái toán hạn đấy. Thì nó được dùng ở đâu? Nó được dùng chủ yếu trên các bộ vi xử lý tiên tiến. Chủ yếu trên các bộ vi xử lý tiên tiến. Đấy là cái loại thứ nhất. Người ta gọi là có ba địa chỉ toán hạn. Đấy. Đấy là có ba địa chỉ toán hạn. Loại thứ hai là ngắn hơn, là có hai địa chỉ toán hạn thôi. Đấy. Thì lấy một ví dụ thế nào gọi là hai địa chỉ toán hạn? Thì ví dụ như ở đây là A bằng A cộng B. Thế rõ ràng ở đây chỉ có mấy toán hạn thôi ạ? Có hai toán hạn thôi. Thế thì ở đây đâu là nguồn? AB là nguồn. Đâu là đích? Lại A là đích. Thế thì có một toán hạn ấy, nó lại vừa đóng vai trò là toán hạn nguồn và vừa đóng vai trò là toán hạn gì ạ? Đích. Còn một toán hạn còn lại thì là đóng vai trò là toán hạn nguồn. Như vậy thì nó sẽ xảy ra một chuyện. Đó là gì ạ? Là một toán hạn nó sẽ bị cập nhật sau cái câu lệnh này. Tức là giá trị cũ của nó sẽ được cập nhật, nó không còn nữa. Tức là có một trong toán hạn nguồn giá trị cũ là bị cập nhật và bị mất đi. Như thế nếu đối với các trường hợp mà lập trình mà cần phải lưu các giá trị cũ trước đó thì cần phải cất vào bộ nhớ. Ở đây là thường cất vào stack. Đấy. Cho nên khi mà kỹ thuật lập trình mà đủ tốt ấy, thì phải tính được cả cái chuyện này. Phải tính được cả chuyện này. Thế như vậy thì cái đặc điểm của nó gì? Cái từ lệnh sẽ rút gọn hơn. Bởi vì chỉ còn có hai địa chỉ thôi. Rút gọn hơn so với phương pháp ba địa chỉ. Và đây là lệnh khá phổ biến trong nhiều các bộ vi xử lý. Đấy. Phổ biến trong nhiều vi xử lý. Thì đấy là cái dạng thứ hai. Là cái dạng hai địa chỉ. Dạng thứ ba là dạng chỉ có một địa chỉ thôi. Một địa chỉ. À đấy, một phép toán thì chúng ta được biết là một phép toán cơ bản thì bao giờ phải có tối thiểu là hai địa chỉ. Thế nhưng ở đây nó chỉ có mỗi một cái địa chỉ toán hạn thì làm thế nào? Thì cái toán hạn, cái địa chỉ đấy thì sẽ được chỉ ở trong lệnh. Còn toán hạn còn lại nó sẽ được hiểu ngầm định. Mà ngầm định ở đây sẽ chứa luôn trong thanh ghi tích lũy. Giống như hôm trước chúng ta học A bằng A cộng với gì ạ? M ấy. Hiểu ý chưa?
chúng ta vừa học xong này, vừa chương 2 A và A cộng M. Cái thanh ghi A nó cố định luôn. Thế thì thanh ghi ban đầu hoạch định ban đầu nó sẽ cho bằng mấy ạ? Nó bằng 0. Khởi động bắt đầu nó bằng 0. Nhưng mà nó được luân chuyển liên tục sau cái thời điểm đấy, nó cập nhật tiếp tục. Và cái giá trị đây là ngầm định, nó không cần phải chỉ ra nữa. Không cần phải chỉ. Đấy là cái đặc điểm thứ hai. Đặc điểm thứ ba là sử dụng chủ yếu trên các máy tính ở thế hệ trước. Cho nên chúng ta mới học được cái thuật toán đấy. Và cái thằng cuối cùng đó là cái loại lệnh mà lại không có địa chỉ thì là thế nào? Đấy. Lệnh không địa chỉ là gì? Nó không có địa chỉ toán hạn. Thì có đấy không? Không có. Nguyên nhân đó là gì? Là các toán hạn này đều được ngầm định cả, đều được chỉ ra các cái giá trị ngầm định. Mà thông thường nhất ở đây chính là trong trường hợp stack. 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 Stack thì nó chỉ có nguyên tắc là gì? Nếu giả sử muốn tính cho phép toán C bằng A cộng B thì phải là ba cái lệnh. Lệnh thứ nhất là put A. Lệnh thứ hai là push B. Trong lệnh thứ ba là S. S tức là cộng A và B với nhau. Và cuối cùng là push C. Đấy. Và như vậy thì cái đặc điểm của thằng mà không dùng toán có toán hạn này thì cái một cái chương trình viết nó rất dài. Lệnh thì ngắn nhưng mà viết chương trình rất dài. Về chương trình vô cùng dài. Đấy là đặc trưng của cái loại không có toán hạn. Thì chúng ta nhìn đây chúng ta sẽ thấy nếu như bình thường ấy là một cái câu lệnh là C bằng A cộng B như phần trước chúng ta viết ấy, thì tối đa là hai câu lệnh thôi. Nhưng mà đối với trường hợp là ba địa chỉ toán hạn thì là C bằng A cộng B là xong một lệnh. Nhưng trường hợp có hai địa chỉ toán hạn thì ví dụ như là thêm một nút gán nữa, A bằng A cộng B xong rồi C bằng A chẳng hạn, ví dụ thế. Nhưng ở đây nó phải dùng đến bốn lệnh mới làm được. Rõ ràng là chỉ có một cái việc này đáng là một câu lệnh giờ thành viết thành bốn rồi thì chương trình nó rất dài. Và đây chính là nó không thông dụng, không phổ biến. Nó là một thế hệ rất là xa xôi đấy. Nhưng trong một số trường hợp cũng cần phải dùng nó. Trong một số trường hợp lập trình chúng ta vẫn dùng. Thế thì dựa trên bốn cái trường hợp như vừa rồi thì chúng ta sẽ đưa ra một cái đánh giá chung như sau. Chung như sau. Nếu mà trong trường hợp có nhiều địa chỉ toán hạn thì câu lệnh sẽ rất phức tạp. Tức là các lệnh sẽ phức tạp. Cần nhiều thanh ghi nhưng mà chương trình thì được cái là ngắn gọn lại. Nhiều lệnh phức tạp để nhiều thanh ghi đương nhiên gắn với nhiều địa chỉ thì nhận lệnh và thực hiện lệnh phải chậm. Chậm. Đấy là đặc trưng của cái dạng thứ nhất. Cái đặc trưng của dạng ngược lại đó là trong trường hợp mà có ít địa chỉ toán hạn thì sao? Thì câu lệnh thì ngắn gọn hơn, cần ít thanh ghi hơn nhưng mà chương trình phải dài ra. Vậy cái chỗ này nó là ngược của nhau. Đấy, nhau. Nhưng mà bù lại đó là gì? Nhận lệnh và thực hiện lệnh để nhanh hơn. Đấy. Cho nên là không phải cái nào có lợi thế hết tất cả. Tất nhiên xét về đặc điểm thì có ba cái gọi là có lợi với ba cái bất lợi. Thì rõ ràng là trong trường hợp là nhiều địa chỉ toán hạn thì phải trả giá nhiều hơn, hay nói khác phải chi phí lớn hơn. Cái này là đương nhiên thôi. Chi phí lớn hơn. Cho nên các cái máy tính mà chuyên dụng ấy, nó mới đắt hơn những cái máy tính phổ thông đúng không? Đắt hơn hẳn đúng không? Đắt hơn hẳn. Bởi vì nó phải chi rất nhiều cái giá trị mà để xử lý những cái thực việc là phức tạp như thế này để trở thành một cái máy tính có thể dùng được cho người dùng. Đấy là cái vấn đề đánh giá số lượng địa chỉ ta đều làm được. Phần thứ hai là liên quan đến vấn đề thiết kế tập lệnh cũng là quan trọng. Tất nhiên là đứng bình diện của người dùng của chúng ta thì chúng ta không nhìn thấy rõ lắm, nhưng mà đối với bình diện của người thiết kế là phải tính đến. Tính đến đầu tiên là về số phép toán trong đấy, hay là khác là bao nhiêu thao tác, các thao tác đấy là gì, ở mức nào, đấy là phải trả lời những câu hỏi như vậy. Thì đi theo các thao tác này là phải chỉ ra các kiểu dữ liệu tương ứng, và từ đấy thì mới có cái chuyện là khuôn dạng lệnh nó như thế nào, độ dài các trường nó làm sao và số lượng địa chỉ như thế nào gắn với nó luôn. Đấy. Thì muốn làm được cái việc này thì lại phải trả một cái giá thêm, đó là gì, là số lượng thanh ghi và các thao tác trên đấy như thế nào. Đấy.
Và từ đấy thêm một việc nữa là cái địa chỉ của cái toán hạng đấy ấy, phải được xác định như thế nào. Cái chỗ này là một bài toán rất lớn. Cái này tí chúng ta sẽ xem sau. Đây là một bài toán rất lớn nhá. Cái phương pháp để xác định được cái địa chỉ của nó là một bài toán rất lớn. Và từ đấy thì nó mới đưa ra hai cái dòng máy tính. Dòng thứ nhất là dòng nó gọi là dòng RIS, nó viết tắt là từ là cái máy tính mà có tập lệnh rút gọn. Và thứ hai là máy tính có tập lệnh phức tạp. Cái này chúng ta sẽ xét sau. Vậy thì trả lời cho chúng ta là gì? Là cái câu hỏi đầu tiên ấy, là liên quan đến về thao tác này. Thì ở đây là đầu tiên là các thao tác liên quan đến gồm có một là thao tác liên quan đến về các thao tác cơ bản. Thì bao gồm là thao tác liên quan đến chuyển dữ liệu. Rồi tính toán liên quan đến số nguyên. Hay là tính toán liên quan đến logic. Hay là vào ra, hay là rẽ nhánh, hay là hệ thống. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ đi xét từng cái loại này một. Loại đầu tiên là loại chuyển dữ liệu. Thì như ta nói với chúng ta là các câu lệnh chuyển dữ liệu thì có rất nhiều. Trong đấy có câu lệnh MOV, viết tắt là cái từ MOV thôi, lập trình này. Thì mục đích là gì? Là nó copy toàn bộ cái vùng dữ liệu từ một địa chỉ nguồn đến một địa chỉ đích. Như thế vậy, cái thằng này sẽ phải có hai thành phần. Câu lệnh MOV này sẽ phải có hai thành phần, nguồn và đích. Lệnh thứ hai là lệnh LOST. Nó này là làm dữ liệu từ bộ nhớ đến bộ vi xử lý. Vậy là bộ vi xử lý biết rồi, đích chỉ biết rồi, bây giờ phải làm vào cái địa chỉ của nó thôi. Đích là biết đến. Lệnh store ngược lại là đẩy dữ liệu từ bộ vi xử lý để ra bộ nhớ, và bộ vi xử lý đương nhiên biết rồi, bây giờ phải chỉ ra cái ô nhớ. Một lệnh nữa là lệnh exchange, là trao đổi nội dung của nguồn và đích. Cái này nó giống như lệnh hoán vị. Lệnh clear mục đích là set tất cả các bit của cái toán hạng này bằng không. Mục đích là để xóa tất cả các bit bằng không. Còn ngược lại, tôi muốn đặt một cái giá trị nào đấy bằng một thì sẽ dùng lệnh set. Thế tại sao lại có cái lệnh set chỉ đặt được một giá trị thôi? Lý do như này. Lấy ví dụ thanh ghi chúng ta là 4 bit đi. Chúng ta học hôm trước rồi. Là giá trị lớn nhất sẽ là 11, giá trị nhỏ nhất sẽ là 400, đúng không? Giả sử tôi muốn đặt cái bit thứ hai này bằng 1 thì làm thế nào? Thì câu lệnh set này bit số 2 bằng 1 chính là số tập phân, nó sẽ là số mấy? Số 2, đúng không? Thì khi đấy chúng ta dùng lệnh set 2 một cái thì đúng cái vị trí này nó bằng 1 luôn. Đấy là như vậy. Tại sao có lệnh set? Lệnh put và pop thì chúng ta vừa học rồi. Chúng ta vừa xem là nó put là đẩy một cái giá trị nội dung của toán hạng vào trong ngăn set thôi. Còn pop phải lấy ra, thao tác pop thì là và put để tất cả đều nằm ở trên đỉnh stack. Đấy, mục đích là như vậy. Đấy là lệnh liên quan đến chuyển dữ liệu. Thì nó không có như vậy. Lệnh liên quan đến số học thì có lệnh cộng add, lệnh trừ viết tắt một từ sub. Đây là lệnh ở mức ngôn ngữ máy nhé, gần ngôn ngữ máy. Tức là trừ hai toán hạng. Lệnh mul, tức là mul là viết tắt từ multiple, tức là nhân hai toán hạng. Lệnh chia thì viết tắt từ div thôi, thì là div, tức là chia hai toán hạng. Còn lệnh lấy giá trị tuyệt đối là abs, tức là chúng ta viết chữ abs thôi, thì viết tắt từ là absolute, lấy giá trị tuyệt đối, hay nói khác là vứt dấu nó đi đấy. Lệnh đổi dấu, hay nói khác là cái thao tác bù hai, là chính là lệnh let, viết tắt là leget. Lệnh tăng một đơn vị increase, lệnh giảm đơn vị decrease. Và một lệnh nữa rất hay dùng trong lập trình đối với ngôn ngữ máy, đó là lệnh compare. Compare là thường người ta chỉ viết tắt là cmp thôi nhé, chứ không viết đầy đủ. Lệnh compare thường người ta viết cmp. Đây là những câu hỏi mà liên quan có cái lệnh chữ CMP này là gì? Các lệnh liên quan đến logic thì gồm có AND này, là phép toán AND bit, OR là so OR bit, và so là xóa hai toán hạng là giống, tức là xóa tất cả về không trong trường hợp cần đưa nó về không, bởi vì nó bằng một khi hai bit khác nhau. Lệnh NOT tức là lấy bù một, tức là lật bit từ không thành một, là một thành không. Còn lệnh test này thì ngược lại với lệnh set,
Thế tức là tôi muốn kiểm tra một cái giá trị ở một bit nào đấy để nhằm mục đích cho nó thiết lập cờ, thì bản chất nó thông qua một phép AND. Giả sử tôi muốn kiểm tra bit số 2 là có bằng 1 hay không thì tôi AND, à tôi test, gọi test test với 2. Test 2 thì nếu giả sử cái bit số 2 mà bằng 0 thì 0 với 1 thì là bằng mấy? Thì là bằng 0 thì cờ không được bật. Có đúng không? Nhưng mà nếu mà bit số 2 nếu mà bằng 1 thì test với 2 thì có nghĩa là 1 với 1 thì nó cùng bằng 1 thì tương nhiên kết quả sẽ bằng 1 thì cờ được bật lên. Ví dụ thế. Đấy. Thì bản thân cái phép test thì chính là AND hai bit đấy với nhau. Về minh họa cho chuyện AND OR XOR thì chúng ta dễ hiểu rồi, ta không cần phải nói thêm nữa. Cái này cũng dễ rồi. Đấy nữa là lệnh dịch. Thì dịch cũng có dịch trái, dịch phải. Thì người ta dùng từ shift. Còn dịch quay vòng tức là từ cuối về đầu, đầu về cuối thì người ta gọi là rotate. Thế nên nó có mấy loại dịch này. Dịch thứ nhất là dịch trái đối với logic. Thì ở cái thao tác của cái thuật toán cộng số nguyên, nhân số nguyên không dấu ấy, thì chúng ta đã học cái phần này đấy, dịch trái đấy. Dịch trái thì chúng ta nhìn thấy đây là có số 0, tức là số 0 sẽ về bên phải, sẽ đi vào, bởi vì dịch bên trái thì sẽ số 0 vào đấy. Và cái giá trị ở bên trái nhất này nó sẽ bắn ra ngoài, mất đi. Còn dịch phải thì ngược lại, cái giá trị bên phải nhất ấy sẽ bắn ra ngoài, mất đi. Trong khi cái giá trị vào bên trái cùng nhất ấy, nó sẽ là số 0. Nhưng dịch số học thì chúng ta nhớ được cái bit bên trái nhất luôn luôn giữ. Có dịch thế nào thì chúng ta nhớ nó vẫn giữ. Chúng ta nhớ trước học ấy, ở thuật toán bốt. Đấy. Và dịch phải số học thế thì cái bit dấu này luôn luôn giữ, bit trái nhất này nó đi đâu thì đi. Thì chúng ta thấy là nếu mà đối với dịch trái số học thì cái bit này là giữ nguyên, thì cái bit vào bên phải nó sẽ là bit không. Còn dịch phải số học chính là hôm chúng ta học xong thuật toán bốt ấy, thì dịch phải thì cái bit bên phải này nó sẽ bắn ra ngoài mất, nhưng bit bên trái nhất ấy, nó luôn giữ nguyên. Còn dịch quay vòng ấy, thì là nếu mà quay vòng trái thì cái bit ở đầu tiên sẽ bắn về cuối cùng, còn quay vòng phải sẽ ngược lại, nó bit cuối cùng sẽ quay về đầu tiên. Thấy không? Đấy là quay vòng. Thế thì trong ngành mật mã có sẽ có sử dụng một số trường hợp là dùng tạo khóa bằng thanh ghi. Thanh ghi dịch này. Để nó đảm bảo cái tính chất mật mã. Trong một số trường hợp trước đây. Các lệnh vào ra chuyên dụng thì đối với thiết bị ngoại vi thì gồm có lệnh in, viết tắt là từ input, và lệnh out, viết tắt từ output, thì đương nhiên là gắn với số hiệu cộng. Cái này chúng ta cũng dễ hình dung thôi. Tiếp theo là đến lệnh điều khiển. Thì như lệnh đầu tiên là nói chúng ta đó là lệnh jump, viết tắt là từ JMP thôi. JMP. Đây là lệnh nhảy, nếu mà viết JMP không ấy, thì nó tương đương với câu lệnh của các em lập trình trong C ấy, là câu lệnh go to. Nhảy vô điều kiện, không cần có kiểm tra gì hết. Mà chúng ta thấy là đúng như thế trong C, tức là gì? Khi gặp cái lệnh go to cái tìm ngay cái nhãn nó ở đâu đúng không? Để không cần quan tâm. Đây là nhảy vô điều kiện. Đến một cái nhãn. Còn nếu mà cái lệnh mà JMP mà gắn đằng sau nó không có một cái câu lệnh có điều kiện ấy. Lấy ví dụ như là JA này, rồi JE chẳng hạn. Hay là GZ. Đấy. Như vậy. Tức là nhảy mà có điều kiện. Đây là các điều kiện. Ví dụ nhảy mà lớn hơn chẳng hạn, ví dụ GA mà nhảy mà bằng GA, tức là phép toán so sánh trước đấy mà phép toán bằng. Hoặc là phép toán trước đấy mà có cờ bằng 0 nó bật lên, Z0, GZ, Z0 thì nó được bật lên thì nó nhảy. Còn nếu không thỏa mãn đấy nó bỏ qua lệnh này. Lệnh nữa là lệnh gọi chương trình con thì bằng lệnh con thôi, và lệnh trả về cho chương trình con chính là lệnh return, cái đấy là chính C chúng ta nắm được rồi. Các lệnh mà rẽ nhánh có điều kiện ấy, thì bao giờ phải kiểm tra điều kiện trước, điều kiện trong lệnh trước, xong đấy mới chuyển đến cái vị trí mà nhãn ấy được chỉ. Nhưng nếu điều kiện đấy mà sai thì nó sẽ bỏ qua, nó không nào. Mục đích là gì? Để cái điều kiện đấy thường là thông qua việc thiết lập các cờ. Cho nên bao giờ câu lệnh nhảy đấy nó sẽ gắn với một cái giá trị cờ, một loại cờ nhất định.
Thì thông thường có khá nhiều các cái lệnh nhảy mà nó có điều kiện. Nhảy có điều kiện thì chúng ta thấy dễ hình dung thôi. Nếu mà có điều kiện thỏa mãn thì nhảy đến cái nhãn đấy, còn không nó bỏ qua xuống lệnh tiếp theo này thôi. Phần tại sao phải có lệnh call và lệnh return, lý do như này. Trong bất kỳ chương trình call nào thì bản chất của một chương trình call cũng giống như một chương trình bình thường. Thì khi gặp lời gọi đấy thì nó phải trỏ tới bằng cái địa chỉ đó là thanh EPC. Mà thanh EPC trước đấy đang chỉ trong chương trình chính mà bây giờ lại chỉ đến chương trình call này, rõ ràng nó phải cất đi. Thì cái thao tác cất này người ta gọi là cất ngữ cảnh của chương trình. Mục đích là để tí nữa đến cái đoạn khi mà hết chương trình call này này thì nó gặp lệnh return này, này thì nó phải khôi phục được toàn bộ cái thanh EPC cũ đấy. Thì một cái mô hình mô tả như này, nếu như đây là chương trình đang chạy, đến đây gặp một lệnh lệnh chương trình con này nằm bắt đầu từ đây đấy. Thì khi gặp lời gọi này thì nó phải chuyển điều khiển sang cho địa chỉ đầu của chương trình con này. Thì rõ ràng muốn tí nó về được đây thì cái thanh EPC phải cất đi đấy. Và khi gặp được cái lệnh return gần nhất ấy, kẹp với nó thì nó sẽ trả về cái vị trí gần nhất trước đấy, ngay trước đấy. Thế thì cụ thể là như thế này, khi mà trong các chương trình này có nhiều chương trình gọi thì nó làm thế nào? Thì đây giả sử đây là chương trình chính, đến cái địa chỉ là 4100 này này, thì nó gặp phải lời gọi chương trình con 1. Thì chương trình con 1 ở đây, chương trình con 1 bắt đầu ở địa chỉ 4500. Nhưng đến chương trình con 1 này này, đến cái địa chỉ 4600 này này, thì lại gặp lời lệ chương trình con 2. Và đến địa chỉ 4650 lại gọi lại chương trình con 2 một lần nữa. Và đến khi tận địa chỉ cuối cùng này nó mới có lệnh return của thằng chương trình con 1. Thế chương trình con 2 thì lại bắt đầu từ 4800 và hết chương trình nó mới có lệnh return. Bây giờ nó chạy như nào đây? Chúng ta nhìn mô tả này. Thì từ chương trình chính này đến địa chỉ này gặp lời gọi chương trình con, phải chuyển điều khiển cho chương trình con này. Khi đang chạy lại gặp chương trình lời gọi của chương trình con 2, lại phải chuyển điều khiển và phải chờ đến khi nào hết thằng này bắt đầu nó trả lại cái địa chỉ trước đấy này. Nhưng chạy được một lúc ấy, lại gọi lại chương trình con 2. Có cái này hay không? Có nhiều đấy. Ví dụ chúng ta ở trong lập trình C các em, ví dụ như là cái bài toán là bài toán ma trận ấy, là dùng cái này nhiều lắm. Chúng ta viết hai cái chương trình con là nhập ma trận đấy. Giả sử trong cái bài toán tính ma trận cộng của hai ma trận A với B kết quả đưa ma trận C ấy, thì rõ ràng chúng ta phải gọi hai lần cái chương trình nhập ma trận đấy. Thế thì cụ thể đây này, lời gọi đầu tiên, khi gặp lời gọi đầu tiên này thì nó phải cất cái địa chỉ 401. Tại sao 4101? Tại sao 4101? Bởi vì địa chỉ của lệnh tiếp theo của lời gọi này nó chính là 4101, cho nên nó phải cất đi này. Cất thì phải cất vào trong nội trong stack. Trở lại này, đến khi nó đến đây, đến chương trình con một bắt đầu được thực thi, thì đến địa chỉ 4601, tức là 4600 gặp lời gọi, phải cất địa chỉ 4601 đi. Đây ạ, lại cất 4601, nhưng 4601 nó lại ở trên của 4101. Và chạy đến 4650 thì nó lại có lời gọi chương trình con hai lần nữa, nó phải cất địa chỉ 4651 đi. Đấy. Tuy nhiên thì nó đã có kết thúc ở cái này rồi, thì nó phải giả lại cái thằng này ra. Đấy, và nó phải làm cái thằng địa chỉ 4651 vào. Thế thì đến khi mà hết hết cái chương trình thứ hai này rồi thì nó phải có lệnh return trả về đây. Thì trả về đây nó lấy nốt cái địa chỉ 4101 ra nữa thì hết, thì bắt đầu stack mới đợi bên trong. Thì bắt đầu mới sau cái lệnh return này nó mới hoạt động bình thường trở về chương trình chính rồi. Đấy là cái thao tác stack chúng ta nhìn nó rõ rồi này. Thao tác tiếp theo là liên quan đến điều khiển hệ thống ấy, thì có một lệnh hold là dừng thực hiện trong chương trình, hay lệnh wait là chờ một cái gì đó. Thế trong một số trường hợp ấy, các em nhớ là trong một số trường hợp chúng ta cứ bảo là chờ tôi một việc gì đấy. Nhưng trong máy tính, trong một số trường hợp chờ thì nó phải có một cái thao tác gọi là không làm gì cả, thì nó gọi là no operation. Chờ không làm gì. Còn hai cái câu lệnh mà để làm sao quyết định được là hệ thống có được phân tải bớt hay không thì nó có cái câu lệnh lock và unlock, tức là cấm hoặc là cho phép chuyển hệ bớt. Thì đấy là những cái câu lệnh mà liên quan tới cái mã lệnh.
Thì bây giờ còn một vấn đề nữa mà chúng ta đang còn lợi nhau, đó là đây ạ. Đó là cái chỗ này. Chỗ này là chỗ cực kỳ quan trọng. Đấy, là phương pháp làm thế nào để xác định được cái địa chỉ. Địa chỉ để xác định được cái địa chỉ của nó. Đấy, làm sao để xác định địa chỉ của cái lệnh đấy, thì đấy là vô cùng quan trọng. Thế để xác định đấy thì nó có, sẽ có phương pháp để xác định nó có xác định địa chỉ đấy. Thì cái phương pháp đấy người ta gọi định nghĩa là như thế nào, thì cái vấn đề là địa chỉ chúng ta nhớ là vừa rồi chúng ta đã trao đổi với nhau là có cái loại gọi có 3 địa chỉ này, 2 địa chỉ này, 1 địa chỉ và 0 địa chỉ. Nhưng địa chỉ đấy nó chỉ nói là chung chung thôi, một cái từ địa chỉ. Địa chỉ đấy nó có rất là nhiều dạng, nó có thể là một giá trị cụ thể. Ví dụ như các em hay lập trình, ví dụ như x bằng 5 chẳng hạn, gắn luôn giá trị bằng 5. Thì cái số 5 ở đây chính là giá trị trực tiếp, giá trị cụ thể. Đấy. Nhưng có một số trường hợp nó lại không nằm ở cái đấy, mà chúng ta lại phải dùng đến nó gắn thông qua một thanh ghi. Còn rất nhiều trường hợp là lập trình của chúng ta là chủ yếu là chỉ ra là một cái ngăn nhớ, có nghĩa là ví dụ chúng ta x bằng x1 cộng x2 chẳng hạn, thì ở đây x1, x2 nó là ngăn nhớ chứ nó không phải thanh ghi đâu. Đấy. Còn một số trường hợp là giá trị x1, x2 nó lại chứa cái địa chỉ của cổng đối với thiết bị ngoại vi để đọc vào, thì nó phải thông qua cổng vào ra. Thế thì cái phương pháp mà để tìm được những cái giá trị này này thì người ta gọi nó là phương pháp địa chỉ hóa, định địa chỉ. Mục đích là để xác định cái nơi chứa cái giá trị còn hạn. Thế thì đối với phương pháp định địa chỉ này nó cũng có rất nhiều, nó cũng có 6 phương pháp sau đây. Phương pháp thứ nhất là tức thì. Phương pháp thứ nhất là tức thì. Tức thì giống như tôi vừa nói với chúng ta là ví dụ như x bằng x cộng 5 thì cái số 5 chính là tức thì. Thứ hai là địa chỉ thanh ghi, tức là phải thông qua một thanh ghi thì mới tìm được cái giá trị nó. Nhưng có một số trường hợp là địa chỉ trực tiếp. Trực tiếp đây là theo nghĩa là ô nhớ, trực tiếp đây là bộ nhớ. Và địa chỉ nữa có thể là gián tiếp qua thanh ghi, tức là lúc này thanh ghi bị trỏ đến bộ nhớ chứ thanh ghi không trỏ đến giá trị. Một cái nữa là địa chỉ gián tiếp, nó gián tiếp theo nghĩa là bộ nhớ với bộ nhớ, tức là bộ nhớ ít nhất là một lần, à ít nhất là hai lần. Cái loại thứ sáu là địa chỉ dịch chuyển. Địa chuyển tức là chúng ta phải xác định là có địa chỉ gốc, tức là địa chỉ cơ sở và địa chỉ chỉ số nó cộng lại, thì chúng ta đi từng loại một. Loại đầu tiên ấy, tức thì, địa chỉ tức thì. Tức thì là thế nào, thì toán hạng nó nằm luôn trong cái trường địa chỉ, nó là một giá trị luôn. Thì đặc điểm của thằng này ấy, là trong trường hợp mà địa chỉ tức thì này thì không thể sử dụng toán hạng đích được, mà bắt buộc nó chỉ là toán hạng nguồn thôi. Muốn. Đấy, ví dụ như ở đây này, ví dụ L1 bằng L1 cộng 5 thì số 5 ở đây này nó chính là trực tiếp, đây chính là tức thì. Như thế thì với mỗi một cái thanh ghi lệnh, mỗi một thanh ghi lệnh được tách làm hai phần, một đằng là mã phép toán như phần đấy tôi đã nói, một đằng là địa chỉ. Thế thì bây giờ ấy, là gán luôn đây, toán hạng vào đây. Địa chỉ này thì tối thiểu là có thể là 0, 1, hoặc 2, hoặc 3. Nhưng mà tôi dùng luôn cái này, nó cố định là số 5 ở đây. Thế thì chúng ta hình dung này, trong cái thanh ghi này đã được bị chiếm một phần, đó là mã phép toán rồi. Phần còn lại là để biểu diễn các địa chỉ toán hạng. Thế thì bây giờ giá trị toán hạng lại nhét vào đây. Thì chúng ta sẽ hình dung là gì? Là tốc độ truy cập thì rất nhanh rồi, bởi vì đây là mức thanh ghi. Nhưng mà cái không gian này này, cái giá trị mà để nó biểu diễn này, nó sẽ không thể lớn được. Bởi vì thanh ghi 32 bit chẳng hạn thì tôi đã mất 16 bit để cho mã phép toán rồi. Còn 16 bit còn lại là để cho mã hóa tất cả các phép toán về sau, các cái giá trị toán hạng về sau. Mà bây giờ lại gán trực tiếp vào đây thì làm sao mà rộng được, đúng không? Đấy. Đấy chính là cái hạn chế của nó. Cái lợi điểm ở đây là tốc độ cực kỳ nhanh. Nguyên nhân cực kỳ nhanh bởi vì chẳng phải tham chiếu bộ nhớ lần nào cả. Cái loại thứ hai
Loại thứ hai là loại thanh ghi. Đấy, loại thanh ghi. Thì loại thanh ghi là nó sẽ chứa cái toán hạng, ở trong đó nó sẽ chính là trường địa chỉ nằm trong thanh ghi luôn. Thì thanh ghi thì ví dụ viết tắt là từ là thanh ghi 1 và thanh ghi 2. Tức là giá trị của thanh ghi 1 cộng với giá trị thanh ghi 2 cất vào trong thanh ghi 2 à 1. Thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào số lượng thanh ghi. Đấy. Và đặc điểm nó cũng rất nhanh. Nguyên nhân đó là không phải tham chiếu bộ nhớ, nó lấy luôn là giá trị ở mức thanh ghi. Mức thanh ghi là mức CPU. Ta nhớ là thanh ghi này nằm trong CPU. Đấy. Tuy nhiên là muốn hiệu quả, muốn CPU nó chạy nhanh ấy, thì số lượng thanh ghi phải lớn lên. Đấy, thì về sơ đồ truy cập thì chúng ta nhìn thấy sơ đồ đầu tiên ấy, là cái màu xanh nó nằm luôn trực tiếp trong trong khu lệnh. Sơ đồ thứ hai này ấy, là màu xanh nó nằm ở đâu ạ? Nó không nằm trực tiếp nữa, nó nằm thông qua cái gì đấy? Thanh ghi. Và đây chính là địa chỉ của thanh ghi. Đây chính là một địa chỉ của thanh ghi. Đấy là phương pháp thứ hai. Hai phương pháp này thì về nguyên tắc ấy, là tốc độ của nó gần như là như nhau. Nhưng thằng thanh ghi này thì nó rộng hơn. Lý do là gì ạ? Là cái vùng biểu diễn giá trị địa chỉ, giá trị của cái toán hạng này, nó lại bằng là độ lớn của cái thanh ghi mà được thọ tới đó. Cho nên nó lớn hơn rất nhiều. Thay vì chỗ này nó chỉ có bí ở trong chỗ cái vùng này thôi, thì cái thằng này là nó do cái thằng thanh ghi này. Đấy. Nó tùy thuộc cái thanh ghi mà nó tham chiếu tiếp. Đấy là phương pháp thứ hai. Sang phương pháp thứ ba, đó là địa chỉ trực tiếp. Đấy. Địa chỉ trực tiếp thì là thế nào? Tức là toán hạng nó sẽ nằm ở trong một ngăn nhớ mà có địa chỉ trực tiếp trong trường lệnh thôi. Đấy. Ví dụ như câu lệnh là ép một cái thanh ghi, tức là cộng một thanh ghi với một cái toán hạng A, một cái địa chỉ A. Tức là cái giá trị của toán hạng nó nằm trong địa chỉ A. Trên địa chỉ A. Thì như thế thì muốn thế nó phải trỏ tới bộ nhớ ở cái địa chỉ đấy. Thì khi đấy CPU sẽ phải tham chiếu tới bộ nhớ một lần để truy cập được vào dữ liệu đấy. Thì mô hình thì chúng ta nhìn như sau này. Ở cái mô hình trước đấy, đây là chúng ta trỏ vào thanh ghi nhá. Cho nên tốc độ nó ở mức CPU. Ta lưu ý này. Mức CPU. Nhưng ở đây ấy, là cái vùng trỏ tới ấy, nó không phải là vùng thanh ghi mà nó là cái gì ạ? Bộ nhớ. Mà bộ nhớ thì đây là chỉ trực tiếp, tức là cái địa chỉ nằm ở chỗ này, này nó sẽ trỏ tới một cái giá trị cụ thể trong bộ nhớ. Như thế này phải truy cập bộ nhớ một lần. Ta nhìn đây, nhớ là một lần. Đấy là phương pháp thứ tư. Phương pháp thứ năm là gián tiếp qua thanh ghi. Gián tiếp qua thanh ghi. Gián tiếp thanh ghi có nghĩa là thế nào? Toán hạng đây nó nằm ở địa chỉ nằm ở trong một thanh ghi, nhưng thanh ghi này lại không chứa giá trị toán hạng, mà thanh ghi này là phải trỏ tới một cái vùng nhớ. Đấy. Và thanh ghi có thể là ngầm định tùy. Đấy. Và thanh ghi này nó sẽ chứa, nó sẽ gọi là thanh ghi con trỏ. Khi đấy mỗi một thanh ghi đấy nó sẽ có n bit ấy, thì vùng tham chiếu nó sẽ lên đến hai mũi n cơ. Đây là nhìn sơ đồ này, cái màu xanh mà mình đang mong muốn nó nằm ở đây thì nó lại nằm ở bộ nhớ, bởi vì có chữ là gián tiếp. Nhưng mà qua thanh ghi có nghĩa là đây nó là một thanh ghi, nhưng mà nó không trỏ trực tiếp đến đây được, mà nó phải trỏ vào đây, tức là đi tìm cái qua cái thanh ghi, tên thanh ghi đấy. Và tên thanh ghi đấy nó lại không chứa giá trị, mà nó lại trỏ tới một địa chỉ của ô nhớ. Rõ ràng nó phải tham chiếu bộ nhớ là một lần, nhưng cũng phải thông qua đọc thông qua thanh ghi cũng một lần. Đấy, một thanh ghi một lần. Đấy là gián tiếp qua thanh ghi. Cái thứ năm là gián tiếp qua ngăn nhớ. Thì sao? Cái gián tiếp qua ngăn nhớ này thì thông thường điển hình nhất trong lập trình của các em đó chính là địa chỉ mạng, địa chỉ con trỏ. Đấy là những cái gián tiếp. Địa chỉ mạng là gián tiếp một lần, còn địa chỉ con trỏ là gián tiếp rất nhiều lần. Đấy. Thế tại sao nói như thế? Khi chúng ta khai báo một cái biến mảng là một cái mảng A với chỉ số từ 1 đến N thì ở đây có mấy thứ. Thứ nhất là cái mảng A, từ cái biến A này, nó là một vùng nhớ. Sau đấy là đến chỉ số này, nó sẽ là một vùng nhớ tiếp nữa. Vậy cái A1 với A2 là hai vùng nhớ khác nhau. Bản chất là hai vùng nhớ khác nhau.
thì cái ngăn nhớ mà được trỏ bởi cái trường địa chỉ của lệnh sẽ chứa địa chỉ của toán hạng, và trong trường hợp này nó có thể gián tiếp rất nhiều lần tùy theo từng cái cách quản lý và cách lập trình. Nó giống như khái niệm biến con trỏ hoặc là biến động trong lập trình, và CPU phải thực hiện tham chiếu rất nhiều lần, do nên tốc độ làm sao sẽ chậm. Nhưng mà nó bù lại một cái là cái vùng mà biểu diễn dữ liệu ấy, rất lớn, vì nó bằng tổng tất cả những cái thứ mà trong bộ nhớ có thể, vì nó gián tiếp rất nhiều lần, nó có thể chứa hết tất cả đấy. Thì cái vùng trỏ chúng ta nhìn thấy là địa chỉ này. Đến đây là tìm cái địa chỉ chứ chưa tìm được toán hạng, mà địa chỉ này có thể một lần và thậm chí có thể rất rất nhiều lần, xong rồi mới đến đây. Đấy là cái cách của nó để dùng gián tiếp. Thì thằng này có cái không gian rất lớn, không gian rất lớn. Thằng thứ cuối cùng là thằng số 6 là dịch chuyển thì sao? Đấy. Dịch chuyển này để toán hạng nó phải gồm có hai thứ. Thứ nhất là phải có địa chỉ, cái không gian ban đầu, tức là không gian bắt đầu, và hai là cái phần dịch chuyển của nó đi. Tức là xác định được toán hạng là phải có hai thành phần này nó mới xác định được, và hai thành phần này nó phải được cộng với nhau. Đấy, giống như tôi vừa nói là trong muốn đi tìm phòng 404 thì đầu tiên phải lên phòng tầng 4, xong bắt đầu mới tìm được 404. Thanh Nghi có thể ngầm định. Thế thì cụ thể như sau này, trong cái phần địa chỉ đấy thì nó gồm có hai thành phần. Một là thành phần chỉ số cơ sở là nằm trong thanh ghi, hai là chỉ số dịch chuyển nó nằm trong cái hàng số, và thằng này muốn tính được thì nó phải đọc tới thanh ghi xong đem cộng với cái giá trị hàng số ở trên này này, bắt đầu mới trỏ đến cái vùng nhớ đấy được. Đấy. Thì nó phức tạp hơn ở chỗ đấy. Đấy, và tốc độ thằng này là chậm nhất, tức là thằng này khác là rất chậm, phải trỏ tới rất nhiều lần vấn đề tham chiếu cả thanh ghi và cả bộ nhớ. Đấy. Thế thì các cái dạng của cái loại mà địa chỉ dịch chuyển này nó gồm có này, một là địa chỉ hóa tương đối PC, tức là cái thanh ghi PC, thanh ghi là bộ đếm chương trình luôn, và toán hạng của địa chỉ ngăn nhớ được trỏ bởi PC xác định luôn cái lệnh đó. Và phương pháp thứ hai là có thể dùng địa chỉ cơ sở, tức là gì, thanh ghi là chứa địa chỉ cơ sở, còn hàng số là chỉ số. Hoặc phương pháp thứ ba là ngược lại, hàng số sẽ chứa địa chỉ cơ sở và thanh ghi là chỉ số. Thế thì cái chỗ này này là người ta hay dùng cái biến con trỏ liên kết, người ta hay dùng cái phương pháp này, còn con trỏ động là dùng phương pháp này. Đấy là hai cái phương pháp có thể dùng trong phương pháp nó gọi địa chỉ dịch chuyển. Như thế là chúng ta có 6 cái phương pháp định địa chỉ. Đấy. Cho nên chương này là chương rất nặng trong về kiến thức. Thứ nhất là về tập thanh ghi đã là một loạt, tập lệnh, một loạt thứ chúng ta phải nhớ. Sau đấy là một loạt các 6 cái phương pháp để xác định địa chỉ. Cho nên là đây là một chương chứa rất nhiều kiến thức, mà kiến thức nó tương đối sâu, cũng khá khó nhớ, cho nên chúng ta phải đọc rất kỹ. Vậy thì tóm lược lại đến đây của cái phần mà vừa rồi là nó chứa rất là nhiều thông tin như thế, nó gồm có như thế nhất này. Đặc trưng của CPU, ta nhớ đặc trưng của bộ vi xử lý, đó là lệnh, tập lệnh. Đấy nhé. Thế trong tập lệnh này chia này, khuôn dạng lệnh. Khuôn dạng có mấy ạ? Có 3 này, có 2 này, có 1 này, có 0, tức là 4, 4 loại. Đấy là tập lệnh, có khuôn dạng lệnh. Thứ hai là gì ạ? Phương pháp định địa chỉ. Định địa chỉ thì gồm có 6 phương pháp. Thực ra là có 7 đấy, nhưng mà chúng ta cần học 6, học 6 phương pháp cơ bản. Thì gồm có là gì? Tức thì này, rồi thanh ghi này, gián tiếp, trực tiếp này, gián tiếp qua thanh ghi này, gián tiếp qua bộ nhớ này, và cuối cùng là dịch chuyển. Đấy. Chúng ta nhìn cái đầu việc ở cái chương này thôi, mới mỗi cái chỗ này thôi là đã có cần này thứ, cần phải nhớ rồi. Rất nhiều. Tại sao người ta mới nói là CPU sẽ là bộ não của máy tính?
Và cái kiến thức cái phần này được bổ trợ nó lại ở cái chương 2 mà chúng ta đã học trước đấy. À, trước đấy. Đấy là cái hai mới xong hai cái mục thôi. Mới xong hai cái mục này là mục rất quan trọng trong cái vấn đề về của cái xử lý. Đấy, và chúng ta phải nhớ khá nhiều. Đến mục thứ ba này cũng là một phần cũng không kém phần quan trọng mà nặng nữa. Đến đây thì chúng ta lại hiểu về mặt nguyên lý hơn. Vừa rồi thì những cái sâu thẳm trong trong bộ vi xử lý. Đấy, thì đến phần 3 này nó lại hiểu về mặt nguyên lý. Nguyên lý. Thì nguyên lý là phần thứ ba này chúng ta sẽ làm việc vấn đề về cái hoạt động của CPU. Hoạt động của CPU. Chắc chúng ta cũng nghỉ được 5 mấy phút xong chúng ta cái phần này cũng trình bày một mạch nữa là cũng sẽ khá lâu nữa. Chúng ta nghỉ được 5 mấy phút đã xong chúng ta làm tiếp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn là chúng ta sang cái phần tiếp theo, đó là cái hoạt động của CPU. Cái này cũng rất dài đấy, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học ở một cửa nhất định. Thì hoạt động CPU, quay lại lúc trước là chúng tôi đã nói chúng ta rồi, đó là muốn làm được một lệnh, muốn làm được một cái thao tác đấy thì gồm có 6 cái việc này xảy ra này. Việc thứ nhất là nhận lệnh thì chúng ta đã nhớ rồi, giải mã lệnh chúng ta đã nhớ rồi đúng không? Xong rồi nhận toán hạn. Thế vừa rồi chúng ta vừa làm cái chuyện là xác định được toán hạn. Sau khi nhận xong cái thứ đấy rồi thì phải thực hiện lệnh và lưu dữ liệu. Tuy nhiên ấy, trong CPU nó còn một cái thứ nữa phải xảy ra mà bắt buộc phải kiểm tra, đó là cái này. Năm cái đấy là vừa lúc trước đã nói rồi, trong cái hoạt động của CPU nói rồi đúng không? Đấy, trong cái phần trước nói rồi. Bây giờ nó phải xảy ra thêm một cái thằng gọi là ngắt, phải kiểm tra được cái ngắt, Thế thì tại sao lại phải kiểm tra ngắt? Trên thực tế là như này, là cái ngắt nó là việc đương nhiên xảy ra ở trong quá trình vận hành của máy tính. Tại sao? Bởi vì là khi dùng đến ngắt nó rất nhanh, thứ hai nữa là gì, các cái ngắt này về bản chất nó được định nghĩa trước hết tất cả, nhờ việc định nghĩa trước cho nên là nó thực hiện rất nhanh. Và với mỗi một ngắt này nó sẽ tương ứng một chương trình con, do đó đương nhiên nó phải kiểm tra cái ngắt này. Thế thì về cái sơ đồ thì chúng ta hiểu, tất nhiên là cái này nó là cái bình diện chung thôi. Về sơ đồ nó phải làm như này. Đầu tiên là gì? Đây, cái việc đầu tiên đây là việc số 1 này, việc số 2 này, việc số 3 này, việc số 4 này, việc số 5 này, và việc số 6. Rồi ok, chúng ta sẽ mã hóa 6 cái việc này. Thì đây là việc số 1, đây là việc số 2, đây là việc số 3, đây là việc số 4, đây là việc số 5. À, xin lỗi. Đây là việc số 4 này, đây là việc số 5 này, đây mới là việc số 6 này. Đấy, 6 cái việc mình sẽ phải làm đấy. Thế tuy nhiên ở đây có mỗi hai cái điểm mà chúng ta để ý. Điểm thứ nhất là điểm số 3 và điểm số 5. Tôi sẽ giải thích sau. Điểm số 1, muốn nhận được lệnh thì không phải tự nhiên mà có, nó là
không phải có nó. Muốn nhận lệnh phải tìm xem là cái địa chỉ lệnh là đâu, thì muốn tìm được phải tính được cái địa chỉ của lệnh. Đấy, cho nên không hề phải là đơn giản ngay, đúng không? Sau khi nhận được lệnh xong rồi thì chuyển qua việc số 2, đó là giải mã cái lệnh ấy ra. Thế giải mã lệnh xong ấy, thì phải xác định được là có bao nhiêu toán hạng. Cho nên là khi đấy nhận toán hạng, nhưng không phải nhận một lần mà đủ. Cho nên cái vòng này nó thành một vòng tròn này này. Tôi mới vẽ một cái vòng này. Đấy. Thì có bao nhiêu toán hạng thì phải vòng này nó sẽ phải chạy bấy nhiêu lần. Muốn tìm được toán hạng thì phải tính được địa chỉ của toán hạng. Đấy. Muốn tìm được toán hạng. Thì việc số 3 này nó sẽ vòng đi vòng lại nhiều lần. Số vòng này bao nhiêu tùy thuộc số toán hạng. Sau đấy là sau khi nhận được xong toán hạng là chuyển sang việc số 4. Đó là thực hiện tính toán, tức là thao tác trên dữ liệu đấy. Thao tác trên dữ liệu đấy. Thao tác xong này phải lưu kết quả thì cũng tương tự như thế. Có bao nhiêu toán hạng thì phải tính được cái địa chỉ toán hạng ra để lưu được cần lấy toán hạng. Cho nên cái chỗ này nó cũng là vòng nhiều lần, là lý do như vậy. Chứ không chúng ta nhìn tự nhiên là thật sao thầy vẽ thêm cái vòng đấy để làm gì cho nó mất thời gian. Không phải như thế. Do cái số lượng toán hạng cái chúng ta vừa học xong mỗi một lệnh là có bao nhiêu toán hạng thì hai cái vòng số 3 và số 5 này nó liên quan tới hai cái khái niệm đấy, số toán hạng trong cái lệnh này. Và xong cái việc đấy rồi thì đến kiểm tra số 6, đó là kiểm tra trong có ngắt hay không. Nếu mà yes, tức là có ngắt xảy ra thì phải chuyển sang chương trình con của ngắt. Thì chương trình con của ngắt nó lại giống hệt như vừa rồi, nó chẳng khác gì cả. Nó cũng cần phải có cái chuyện là tính toán được lệnh, nó cũng cần phải tính toán được toán hạng nếu mà có xảy ra. Đấy là cái mà có ngắt. Cho nên là 6 công việc này nó lặp đi lặp lại trong một chu trình lệnh. Người ta gọi trong một chu trình lệnh. Thế thì ở cái chương 1 ấy thì chúng ta nói chu trình lệnh thì chỉ có hai việc. Một là nhận, hai là thực hiện. Đấy. Nhưng đến đây thì chúng ta lại rõ nghĩa ra. Đến đây chúng ta mới giải quyết được cái bài toán là nhận là thế nào, thực hiện là thế nào. Thế thì đi vào cụ thể có 6 việc này này, chúng ta để ý này. Thứ nhất là nhận lệnh. Làm thế nào để nhận được lệnh đây? Đấy, làm nào nhận được lệnh đây? Thì CBO sẽ phải làm cái việc là đưa cái địa chỉ của cái lệnh đấy, của cái lệnh đấy, cần nhận lệnh từ bộ nhớ đến cái thanh ghi PC. Và đưa ra bớt địa chỉ. Sau đấy CPU sẽ phát tín hiệu điều khiển đọc. Và đọc thì đương nhiên lệnh từ cái bộ nhớ mà được xác định từ cái địa chỉ bộ nhớ đấy, nó sẽ đưa lên bớt dữ liệu. Chỗ này chúng ta lưu ý này. Sau này trong câu hỏi trắc nghiệm nó sẽ có câu là bớt dữ liệu để làm gì? Có chức năng gì? Vận chuyển những thông tin gì? Hai chấm xuống dòng ở dưới này. Nó ghi là dữ liệu và lệnh này. Điều khiển và lệnh này. Tín hiệu điều khiển và lệnh này. Dữ liệu và tín hiệu điều khiển. Và điều khiển và tín hiệu địa chỉ, ví dụ thế. Thì chúng ta nhớ là bớt dữ liệu nó sẽ làm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất vận chuyển, đầu tiên là vận chuyển dữ liệu đã, bớt dữ liệu. Nhưng chức năng thứ hai là phải vận chuyển cả gì đấy, cả lệnh. Đấy. Lệnh từ bộ nhớ từ CPU vào trong cho thanh ghi lệnh. Đấy. Và sau đấy thì đương nhiên là thanh ghi PC sẽ tự động tăng lên một đơn vị để trở lệnh tiếp theo. Thế thì vậy thì trong câu hỏi này sẽ có những câu hỏi nó liên quan đến hình ảnh mô tả nhận lệnh. Đấy. Thì đây thì cái CPU sẽ phát ra một cái địa chỉ này nằm ở đâu, nằm ở trong thanh ghi PC. Nó sẽ thông qua cái bớt địa chỉ, nó nhìn mũi tên màu vàng trỏ vào cái vùng bộ nhớ để tìm được lệnh. Thế tìm xong được lệnh này rồi thì muốn tìm được lệnh thì nó phải phát tín hiệu điều khiển đọc thì nó phải xuất thông qua cái thằng PC này và trỏ tới qua bớt điều khiển để báo cho biết là đọc bộ nhớ. Thế đọc bộ nhớ này, bộ nhớ lúc này sẽ đọc lệnh. Lệnh sẽ được đi đâu? Lệnh đi vào bớt dữ liệu. Ta nhìn này, chữ bớt dữ liệu màu cam. Đấy. Sau đấy phải đi vào đâu? Đi vào thanh ghi lệnh chứ không phải đi vào thanh ghi dữ liệu nhá. Chỗ này sau này người ta sẽ hỏi lập lờ hai câu, một là vào thanh ghi nào, thanh ghi IR hay là thanh ghi MBR. Đấy, MBR là gì thì tí nữa chúng ta sẽ nó viết tắt là từ Memory Buffer Register, là thanh ghi chứa dữ liệu. Đấy. Thì có những cái lập lờ như thế chúng ta để chúng ta nói luôn như thế để chúng ta dựa vào hình ảnh chúng ta nhìn cho dễ nhớ.
Thế sau khi nhận lệnh xong này rồi thì việc thứ hai phải làm là giải mã lệnh. Giải mã lệnh thì cái lệnh nó đang nằm trong cái ghi IR rồi thì nó sẽ đưa đến đơn vị điều khiển. Đưa đến đơn vị điều khiển. Và tại đơn vị điều khiển này thì nó có các vi chương trình, chúng ta còn nhớ nhé. Ở cái lúc nãy chúng ta vừa ấn nút tiếp trước, chúng ta vừa trao đổi lại là các vi chương trình. Mà trong các vi chương trình này thì nó phải có các cái gọi là các cái bộ, gọi là bộ giải mã lệnh để xác định cái thao tác đấy. Và nhằm mục đích đó là giải mã ra cái lệnh này để thực hiện ở trong CPU. Đấy là việc thứ hai. Đến việc thứ ba, giải mã lệnh xong thì tìm được là bao nhiêu gián hạn hay nói khác là có bao nhiêu dữ liệu. Thì muốn nhận dữ liệu thì CPU sẽ phải làm một việc khác. Đầu tiên là gì? Đưa địa chỉ của toán hạn lên ra bớt địa chỉ. Sau đó phát tín hiệu điều khiển đọc và dữ liệu sẽ được đưa vào CPU thông qua bớt dữ liệu. Nó giống như là lệnh. Đúng rồi. Thế thì trong quá trình nhận lệnh này, tại sao vừa rồi nó có mấy cái vòng ấy? Có cái vòng. Đấy. Nguyên nhân đó là ở đây. Là trong một số trường hợp nó sẽ nhận gián tiếp. Và CPU sẽ phải đưa cái địa chỉ đấy ra bớt địa chỉ để phát tín hiệu điều khiển đọc. Xong nội dung ngăn nhớ của nó sẽ đọc vào CPU. Đó chính là địa chỉ của toán hạn. Và địa chỉ này sẽ được CPU phát ra điện bớt địa chỉ để tìm toán hạn tương ứng. Xong đó lại phát tín hiệu điều khiển đọc tiếp lần hai. Và toán hạn sẽ được đọc vào. Đấy. Thì đây, chỗ này nó sẽ nói chuyện đấy. Cũng cùng một cái màu cam đấy nhá. Cùng cái màu cam đấy này. Lúc nãy ở bên kia ấy, là cái chữ gì đấy ạ? Thì là đến đây nó là MBR giống như tôi vừa nói đó. À, viết tắt là từ là thanh ghi dữ liệu, bộ đệm dữ liệu của nhớ MBR. Thế thì lúc này nó sẽ làm như này, cái địa chỉ của cái vùng nhớ cần phải đọc ấy nó lại nằm trong thanh ghi MAR, A viết tắt address, còn B là viết tắt là buffer thôi, memory address register, và thông qua bớt địa chỉ để tìm được ra cái dữ liệu nằm trong cái ô nhớ nào đấy. Đấy. Và ô nhớ này có thể tham chiếu gián tiếp nhiều lần, được chưa? Đấy. Sau đó là gì? Là xuất tín hiệu điều khiển đọc. Đấy. Điều khiển đọc thì dữ liệu đấy sẽ được đi qua bớt dữ liệu để vào trong thanh ghi MBR. Vì phải đọc nhiều lần cho nên nó phải vòng lại tiếp, cái vòng tròn lúc tôi vừa nói, vòng là số 3 đấy. Đấy. Số 3 nó lại vòng lên, lại làm tiếp. Tiếp. Đấy. Thì đấy là việc số 3, việc số 4 là thực hiện lệnh. Thì đã có đấy rồi, có dữ liệu rồi, có mã lệnh rồi, thì bây giờ thực hiện thôi. Thực hiện là bao gồm đọc ghi bộ nhớ, hay là trao đổi vào ra, hay là chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, cái mà chúng ta vừa học lúc nãy, hay là các thao tác liên quan số học, các logic, hay là dễ nhánh, tùy theo cái mã lệnh, người ta có chữ là OP đấy. Đấy, nó tùy theo cái này, nó sẽ quyết định. Tùy theo cái OP đấy. OK, nó sẽ trả lời cho câu hỏi nó là cái gì. Và đến thao tác thứ tư là ghi, tức là ghi kết quả. À, xin lỗi, thao tác thứ năm rồi nhé, đây là thứ tư rồi, kiện lệnh nhỉ. Thứ năm là ghi kết quả. Năm là ghi kết quả. Thì ghi kết quả này cũng tương tự như thế, thì CPU sẽ phải đưa ra địa chỉ, ra bớt địa chỉ này, đưa dữ liệu ra bớt dữ liệu và phát tín hiệu điều khiển ghi. Chỗ này lưu ý là có hai cái thứ nữa nó ngược nhau. Ở trong này ấy, thì tín hiệu dữ liệu và lệnh là đi vào đây ạ, mũi tên đi vào đấy, đi vào CPU. Nhưng đến đây là ngược lại nhá, đến đây là cái địa chỉ nó cũng chiều địa chỉ, đương nhiên nó vẫn là cùng phải đi ra rồi để xác định được ô nhớ rồi. Nhưng dữ liệu ở đây là để đi ra, mà bây giờ nó phải là đi ra đấy, tức là nó lưu dữ liệu từ ở CPU để ra cho bộ nhớ ở đây đấy, chứ không đi vào như vậy nữa đấy. Và điều khiển lúc này là điều khiển ghi, không điều khiển đọc. Và thao tác cuối cùng đó là ngắt. Là ngắt. Thì ngắt thì mục đích của nó là gì? Là phải chuyển điều khiển từ cái thanh ghi bộ đếm chương trình sang cho thanh ghi sang cho phục vụ ngắt. Đấy. Và CPU sẽ phải sử dụng một cái và được gọi là ngăn set để cất cái địa chỉ đấy đi. Cất địa chỉ của thanh ghi PC tạm thời đấy đi. Và phát tín hiệu điều khiển ghi bộ nhớ để nhằm mục đích đó là giữ dữ liệu ở trên thanh ghi PC đấy vào trong. Lúc này ấy, thì cái giá trị trong thanh ghi PC này được coi nó là dữ liệu. À, đấy, khác như thế. Coi là dữ liệu đây. Thì cái thanh ghi PC của chúng ta lúc này nó coi là dữ liệu, cho nên nó lại phải trỏ thông qua cái thanh ghi MBR để cất dữ liệu vào để bộ nhớ. Chúng ta lưu ý như thế, bởi vì lúc này cất stack mà.
mà cất ở đây là coi PC lúc này, bình thường PC nó chứa địa chỉ của chương trình mà, nhưng nó lại coi nó là dữ liệu bởi vì phải cất cái ngữ cảnh đấy đi. Và cất vào đâu? Cất vào stack pointer, tức là thông qua cái con trỏ SP, và SP này đương nhiên nó phải qua cái thanh ghi địa chỉ MR để xác định được địa chỉ ổ nhớ. Đấy, nó là như vậy, tức là chúng ta phải khai báo đương nhiên. Và cũng có tư điều khiển chung. Và cái thằng thanh ghi này có thể không phải một lần, có thể nhiều hơn một lần, tùy theo được số lời gọi ngắt xảy ra. Đấy. Vậy thì nếu mà làm tuần tự 6 cái bước như vừa rồi chúng ta vừa mô tả, thì máy tính chạy nhanh hay chạy chậm, chúng ta hình dung. Đúng rồi, nó rất chậm. Nó vô cùng chậm. Vậy để khắc phục được nó thì nó có một kỹ thuật để cải tiến cái chuyện này đi. Đó là kỹ thuật đường ống lạnh. Đường ống lạnh là gì thì tiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục. Cái này chúng ta tạo.